chương 26, người tử tế quá thường bị người khác bắt nạt. Nhưng, Giang sách lập tức dội lên người ông ta một gáo nước lạnh, ông nội, ông có lầm không? Hợp đồng này do mộng Nhiên đấu thầu trên danh nghĩa công ty của cô ấy, còn đối với nhà họ Đinh và công ty mẹ đâu có liên quan gì. Trong phút chốc, Đinh Trọng như hóa đá. Đúng vậy, bởi vì Đinh Trọng chưa bao giờ tin tưởng chuyện Đinh Mộng Nhiên có thể ký được hợp đồng, ông ta càng sợ cô sẽ làm xấu mặt nhà họ Đinh hơn, vì thế ban nãy ông ta liên tục nhắc đi nhắc lại với Đinh Mộng Nhiên là không được dùng danh nghĩa người nhà họ Đinh để đi đấu thầu. Mọi hậu quả đều do công ty con của Đinh Mộng Nhiên phải gánh chịu. Bây giờ kết quả đã được công bố, Đinh Mộng Nhiên thực sự đã ký được hợp đồng xây dựng, nhưng tất cả những thứ này lại không liên quan gì với Đinh Trọng. Đinh Trọng cảm thấy trái tim của mình đang dỉ máu, nhà họ Đinh đã ký được một hợp đồng lớn như vậy nhưng ông ta không thể kiếm chắc lợi nhuận từ nó, cảm giác này giống như trên bàn bầy đầy món ngon nhưng ông ta không thể động đúa. Rất khó chịu, Đinh Trọng gấp đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Giang sách lấy lại bản hợp đồng, nhàn nhạt nói, ông nội, ông thấy chưa? Chuyện mà Đinh Phong Thành không làm được, Mộng Nhiên đã làm được. Chuyện mà một người đàn ông không thể làm được, người phụ nữ đã làm được rồi. Ông có hài lòng với kết quả này không? Đinh Trọng không thể nói thành lời. Hụt hứng, tức giận, buồn bã, nóng nảy, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng, chưa bao giờ ông ta lại cảm thấy khó chịu như lúc này. Nếu không còn gì nữa, chúng tôi sẽ rời đi trước. Giang Sách nắm lấy tay của Đinh Mộng Nghiên rồi nghênh ngang đi lướt qua Đinh Trọng và Đinh Phong Thành, khiến Đinh Trọng run lên vì tức giận. Từ bao giờ mà ông ta phải chịu nỗi nhục nhã như vậy? Cả hai người lên xe. Đinh Mộng Nghiên cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ bản hợp đồng rồi lái xe đi trên đường đi cô hỏi quách sướng nói rằng có người đã gửi trước bản kế hoạch cho ông ấy là anh phải không giang sách gật đầu là anh em biết mà nếu không thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy anh đã làm như thế nào thực ra đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên anh có một đồng đội cũ hiện đang làm việc trong cục xây dựng đô thị khi tán gẫu bọn anh đã nói chuyện về việc phá rỡ và xây dựng lại vì vậy anh đã nhờ người lập trước bản kế hoạch rồi đưa nó cho Phó Cục trưởng Quách Sướng. Ai ngờ được Phó Cục trưởng vừa nhìn đã rất hài lòng, quyết định chọn ngay. Anh đã dùng danh nghĩa của em để gửi nó đi, cho nên hôm nay mới có cảnh tượng này. Mặc dù nói như vậy là rất hoang đường nhưng ít nhất cũng có thể tự bảo chữa. Đinh Mộng Nhiên cũng không nghĩ nhiều. Sau một lúc im lặng, cô nói, mặc dù anh làm chuyện này vì nghĩ đến lợi ích của em, nhưng lần này thực sự đã khiến ông nội khó chịu. Giang sách, nếu có thể, em nghĩ em nên để dự án này lại cho công ty mẹ thực hiện, được không? Suy cho cùng ông cũng là ông nội của em, em không muốn người nhà mâu thuẫn, công ty con của em quá tồi tàn nên không thể hoàn thành một dự án lớn như vậy. Thực ra để công ty mẹ thực hiện dự án này thì thích hợp hơn. Giang Sách mỉm cười nhìn Đinh Mộng Nghiên, em cứ quyết định những chuyện này, không cần cố ý nói với anh. Anh chỉ giúp em tranh thủ giành được lợi, còn em muốn phân chia lợi ích như thế nào là việc của em. Trái tim của Đinh Mộng Nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, anh nói những lời như vậy khiến cô vừa vui vừa cảm động. Cảm ơn anh, Giang Sách. Giang Sách nở nụ cười, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ông nội đối xử với em như vậy mà em còn nghĩ cho ông, em thật sự quả lương thiện. Dù gì chúng ta cũng là người một nhà, đối xử tử tế, chân thành với nhau không tốt sao. Người tử tế quá thường bị người khác bắt nạt. Em không sợ, Ninh Mộng Nhiên liếc nhìn Giang Sách, anh đã từng nói cả đời này anh sẽ bảo vệ em, vì vậy em có thể làm người lương thiện mãi mãi, chỉ cần anh luôn bảo vệ em. Giang Sách nghe xong không nhịn được mà cười thành tiếng. Lần đầu tiên anh cười vui vẻ như vậy. Không lâu sau, hai người trở về nhà, Tô Cầm và Định Khải Sơn đã nhận được tin tức từ sáng sớm. Hai người cười cười nói nói không ngậm được miệng khi biết con gái mình đã ký được một hợp đồng lớn. Ngay khi thấy hai người quay lại, bọn họ đã nhanh chóng kéo Đinh Mộng Nhiên lại gần để hỏi chuyện, chẳng thèm để tâm đến Giang Sách, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Mộng Nghiên cảm thấy hơi khó chịu. Chương 27, cha, nói rất có lý, chúng ta cứ quyết định vậy đi. Anh làm một động tác im lặng với Đinh Mộng Nghiên, ra dấu giữ bí mật cho Đinh Mộng Nhiên để cô không kể ra, rồi anh im lặng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Ở phía bên kia, sau khi Đinh Trọng trở lại công ty, ông ta bước thẳng vào văn phòng tức giận đến mức đập vỡ chiếc cốc trên bàn xuống đất. Giang Sách chỉ là một tên rác rưởi, dựa vào cái gì mà cậu ta dám đắc ý ở trước mặt tôi? Tức chết tôi, tức chết tôi mất. Đinh Phong Thành chậm rãi bước vào, nói: "Ông nội, đừng tức giận nữa, thật ra vẫn có cách để giải quyết chuyện này." Giải quyết thế nào? Đinh Phong Thành nói: "Ông nội, tuy rằng ông để cho em út đấu thầu bằng danh nghĩa công ty con, nhưng đó cũng chỉ là lời nói miệng, không ký kết giấy trắng mực đen nếu ông nhất quyết không thừa nhận em út có thể làm gì hơn nữa công ty con của em út cũng không phải do nó tự gây dựng đúng không đó cũng là một chi nhánh của nhà họ đinh em út dù có muốn độc chiếm lợi nhuận thì nhà họ đinh của chúng ta cũng không cho phép lại nói tiếp chuyện khác cho dù em út có muốn một mình chiếm lợi cũng đâu có khả năng không có nhà họ đinh của chúng ta giúp đỡ thì lấy đâu ra tiền người máy móc kỹ thuật cái gì cũng không có thì nó thực hiện dự án kiểu gì Đinh Trọng cảm thấy mấy lời này cũng rất có lý. Nói tiếp xem, Đinh Phong Thành nở một nụ cười xấu xa, vậy nên ông nội, cháu nghĩ ông hoàn toàn có thể đoạt lấy hợp đồng trong tay nó, đã em út đi, để nhà họ Đinh hoàn thành dự án lớn này. Cháu đã thấy rõ hợp đồng, bên ký kết để tên là Đinh Trọng, là người nhà họ Đinh chúng ta, nó không ghi cụ thể là chi nhánh của em gái. Ở nhà họ Đinh, thì ông nội là chủ tịch, ông mới là người có quyền định đoạt mọi chuyện. Đinh Trọng cao mày, mộng nhiên là người ký được hợp đồng, chúng ta đã đoạt mất của nó lại còn đuổi con bé ra ngoài, chuyện này không ổn thỏa lắm. Sao vậy, khi đứa em út của cháu xúc phạm ông ở nơi công cộng, tại sao nó không nghĩ đến việc giữ mặt mũi cho ông nội? Đinh Trọng gật gật đầu, cuộc nói chuyện hôm nay khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu. Hợp đồng đã ký kết do Đinh Trọng đứng đầu thực hiện, chỉ cần Đinh Trọng nguyện ý, việc cướp đoạt hợp đồng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn nữa, Ông nội ơi, đó là một dự án lớn trị giá hàng trăm triệu. Ông thực sự cam lòng bảo là mình không muốn nó sao? Đinh Phong thành cười tâu tuét, nói, bây giờ cánh của em út càng ngày càng cứng cáp hơn rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ không kiểm soát được nó. Còn giang sách, đầu toàn ý nghĩ xấu xa, suốt ngày ngấp nghé tài sản của nhà họ Đinh chúng ta. Nếu chúng ta còn không chủ động, lỡ như bọn họ chiếm được lợi trước rồi lên như diều gặp gió thì bọn họ sẽ chiếm thế thượng phong mất cứ như vậy tương lai chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Khi Đinh Trọng nghĩ đến giang sách, ông ta đã cảm thấy rất tức giận. Đúng vậy, dự án này không thể để mộng nhiên nuốt chừng được. Nhưng liệu cục xây dựng đô thị có đồng ý không? Họ đã ký hợp đồng với mộng nhiên, nếu bọn họ phát hiện ra rằng giữa chừng bị đổi người đảm nhiệm dự án, chúng ta có thể làm vậy không? Đinh Phong thành vỗ vỗ ngực, ông nội đừng sợ, chỉ cần là nhà họ Đinh phụ trách dự án này, cháu tin chắc cục xây dựng đô thị sẽ không nói gì ai là người sẽ phụ trách dự án này thay cho mộng nghiên đinh trọng nhìn đinh phong thành là cháu phải không đinh phong thành xấu hổ cười cười nhất định cháu không thể rồi nhưng chị cả thì có thể chị cả và em út đều là phụ nữ điều kiện của chị cả lại tốt hơn anh rể là phó tư lệnh chiến trường phía đông cháu tin rằng người trong cục xây dựng đô thị sẽ nể mặt cha nói rất có lý chúng ta cứ quyết định vậy đi đinh trọng nói nhà họ đinh chúng ta sẽ tiếp nhận dự án xây dựng tử ngọc sẽ thay mộng nhiên làm người phụ trách dự án sáng mai chúng ta sẽ đến gặp cục xây dựng đô thị để thảo luận chi tiết về dự án đừng để mộng nhiên tới đó cho nó nghỉ phép hai ngày đi được rồi bây giờ cháu sẽ đi làm ngay cửa phòng đóng lại đinh trọng ngồi trên ghế một mình thở dài rồi lẩm bẩm mộng nhiên ơi mộng nhiên cháu đừng trách ông nội độc ác cháu thật sự quá kiêu ngạo chương 28, tại sao không suốt ruột chứ? Nhà họ Đinh, không bao giờ chấp nhận để một người phụ nữ làm chủ nhà. Tôi, Đinh Trọng sẽ không bao giờ cho phép người ngoài dẫm lên đầu mình. Buổi tối sau khi ăn xong bữa cơm, ba vợ Đinh Khải Sơn gọi Giang Sách sang một bên sofa ngồi xuống. Giang Sách, biết tại sao tôi gọi anh lại đây không? Giang Sách lắc đầu. Đinh Khải Sơn hừ lạnh một tiếng, có chút thất vọng, gọi anh lại đây là để nhắc nhở cho anh biết, nếu có rảnh rỗi thì tìm chút chuyện để làm đi, đừng suốt ngày chơi bời lêu lồng nữa. Anh cũng thấy rồi đấy, mộng nghiên nhà chúng tôi không chỉ xinh đẹp mà còn ký được hợp đồng lớn, ngày càng tài giỏi hơn rồi. Nhưng còn anh thì sao? Suốt ngày không làm việc, dựa vào phụ nữ nuôi sống, nhìn có được không có chứ? Anh của bây giờ căn bản là không xứng với mộng nghiên nhà chúng tôi. Đinh mộng nghiên đã bước tới, sắc mặt không hề vui vẻ. Ba, sao ba có thể nói như thế với giang sách? Ba nói thế nào hả? Vẻ mặt Đinh Khải Sơn nghiêm túc, chuyện ba nói đều là sự thật. Bây giờ con chính là người phụ trách dự án lớn, tương lai có khi còn kiếm được vài trăm tỷ, người vô dụng như nó làm sao có thể sánh được. Dù sao con của bây giờ còn lâu giang sách mới có thể trèo cao tới, Đinh Khải Sơn chỉ tay về phía giang sách, tôi sẽ giữ lời hứa là cho anh thời gian, nhưng tôi cũng nói cho anh biết, trong khoảng thời gian này tôi cũng sẽ đồng thời tìm cho con gái tôi người đàn ông ưu tủ hơn nếu anh còn không chịu trưởng thành, vậy thì không nên chỉ hoãn con gái tôi nữa, nghe kỹ rồi chứ. Giang sách xa sầm mặt, không nói gì nữa. Hừ, tự anh nghĩ lại cho kỹ càng đi, định Khải Sơn đứng dậy đi vào phòng ngủ. Đinh Mộng Nhiên ngồi bên cạnh Giang sách, thật sự không hiểu nổi mà hỏi, vì sao không để em nói thật. Nếu ba em biết hợp đồng là do anh ký cho em thì chắc chắn sẽ thay đổi cái nhìn về anh. Giang sách mỉm cười nói, không cần thiết, dù sao hợp đồng cũng là anh nhờ vào bạn bè mới ký được ba sẽ không đồng tình đâu nhưng mà giang sách ngắt lời cô dành nói trước mộng nhiên em yên tâm đi anh đều đã có sắp xếp của mình rồi sớm muộn rồi cũng có một ngày anh sẽ chứng minh cho em thấy thực lực của anh đinh mộng nhiên thở dài hy vọng ngày đó không quá xa xôi anh cũng nghe rồi đấy ba em rất có thể sẽ sắp xếp cho em một vài buổi xem mắt linh tinh hai người đang trò chuyện bỗng nhiên di động của đinh mộng nhiên vang lên là đinh phong thành gọi tới đinh mộng nhiên nhíu mày alo anh hai tìm em có chuyện gì vậy cũng không có chuyện gì quan trọng chỉ là thông báo cho cô một tiếng cô không cần tham gia cuộc họp về dự án xây dựng của cục xây dựng đô thị vào buổi sáng ngày mai nữa đinh mộng nhiên ngây ngẩn cả người ý anh là sao còn chưa hiểu à bên ký tên trên hợp đồng này để là đinh trọng nhà họ đinh có quyền lực và cũng có năng lực phụ trách toàn bộ cơ bản là không cần cô tham dự. Cô đã bị đá ra ngoài rồi. Không thể nào. Đừng có mà không thể nào, đây là quyết định của ông nội, vai trò người phụ trách dự án đã được xác định để chỉ cả chịu trách nhiệm rồi. À, đúng rồi, ông nội còn đặc biệt cho cô kỳ nghỉ hai ngày, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, ha 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 ha. Tút tút tút, Đinh Phong Thành ngắt điện thoại, để lại một mình Đinh Mộng Nhiên nổi giận. a à, à à, Đinh Mộng Nhiên tức giận đến mức la to ba tiếng. Giang sách khẽ lắc đầu, anh nói rồi, người hiền lành sẽ luôn là người bị ức hiếp. Em còn muốn chủ động để nhà họ Đinh làm dự án này, kết quả là người ta còn trực tiếp hơn cả em, chẳng cần thương lượng với em đã trực tiếp cướp dự án đi còn chưa nói, đã vậy còn đá em ra ngoài. Công ty mẹ, cơ bản không có một chút tôn trọng nào dành cho em cả. Đinh mộng nhiên quá đỗi thất vọng. Lần đầu tiên cô sinh ra oán hận đối với ông nội của mình mặc dù Đinh Mộng Nghiên hiền lành nhưng bị áp bức đến bước đường này thì cũng thật sự nhẫn nhịn không nổi nữa. Sao bọn họ lại có thể như vậy? Không được, em muốn tìm bọn họ nói cho ra lẽ. Giang sách giữ chặt lấy cô, không cần đi. Tại sao, chẳng lẽ hợp đồng do chúng ta ký lại cứ thế mà nhường cho bọn họ? Ông nội thà rằng đưa quyền lợi cho chị cả cũng không muốn cho người ký hợp đồng là em một chút y tốt, việc này thật là quá đáng. Giang sách nói, em bình tĩnh trước đã, chuyện này không cần phải sốt ruột. Tại sao không sốt ruột chứ? Bởi vì ngoại trừ em ra, cho dù là ai của nhà họ Đinh cũng đừng mong nắm được dự án này. chương 29, cháu biết rồi thưa ông. Đinh mộng nhiên sửng sốt, nhưng mà hợp đồng cũng đã ký rồi, cho dù cuộc xây dựng đô thị muốn đổi ý cũng không kịp nữa. Hợp đồng là hợp đồng, làm việc quy về làm việc. Mộng nhiên, em cứ yên tâm, nếu dự án này để cho em làm thì người khác sẽ không đoạt nổi đâu không phải ông nội cho em kỳ nghỉ hai ngày à? Vậy được rồi, chúng ta thâu đêm rời thành phố, ngồi máy bay ra ngoài đi chơi một vòng, thế nào? Đinh Mộng Nhiên bối rối cái này. Nghe anh, không sao đâu, đi thôi. Giang sách lôi kéo Đinh Mộng Nhiên, suốt đêm rời khỏi thành phố Giang Nam. Sáng sớm ngày kế tiếp, những nhân vật có uy tín danh dự của nhà họ Đinh đều đến đông đủ. Đinh Trọng, Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc, Đường Mật đều tới đây, cố tình bày ra thảm đỏ, Trừng Lãng Hoa để chào đón người của cục xây dựng đô thị tới. Vào buổi sáng lúc 9 giờ hơn, phó cục trưởng Quách sướng dẫn người tới thì bị một đám người vây quanh tiến vào phòng họp. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Đinh Tử Ngọc đứng lên nói, "Phó cục Quách, tôi là con gái lớn của nhà họ Đinh, Đinh Tử Ngọc. Là người phụ trách của dự án xây dựng lần này, tôi muốn trình bày một cách chi tiết tỉ mỉ với ngài về đôi điều trong kế hoạch của công ty chúng tôi, sau đó bàn bạc một ít về các chi tiết." Quách sướng nhíu mày, dừng. Ông nhìn xung quanh một lượt, nói tôi nhớ người phụ trách dự án là cô Đinh Mộng Nhiên, không phải cô, đúng không? Đinh Tử Ngọc có chút xấu hổ. Đinh Trọng mở miệng giải vây, hai ngày nay Mộng Nhiên cảm thấy không được khỏe, tối đã cho con bé một kỳ nghỉ hai ngày rồi, cứ để nó nghỉ ngơi đi, để Tử Ngọc thay nó thực hiện dự án. Phó Cục Quách, ngài yên tâm, năng lực làm việc của Tử Ngọc so với Mộng Nhiên chỉ có hơn chứ không có kém. Hơn nữa, đường mạt, chồng của Tử Ngọc là phó tư lệnh chiến trường phía đông, còn lợi hại hơn nhiều so với chồng của Mộng Nghiên. Có đường mà trợ giúp, tin chắc rằng dự án có thể càng tiến triển nhanh chóng. Ngay lập tức vẻ mặt của Quách Sướng liền thay đổi. Đường mà, tôi không biết, và lại, một người lính tham gia quân ngũ như cậu ta có liên quan gì đến cục xây dựng đô thị chúng tôi chứ? Cậu ta có am hiểu về xây dựng không? Quách Sướng đứng lên, nếu sức khỏe của cô Đinh Mộng Nghiên không tốt, vậy thì cuộc họp ngày hôm nay cũng không cần phải tiếp tục nữa, hôm nào cô Đinh Mộng Nhiên hết bệnh thì hôm đó lại mở cuộc họp. Đinh Trọng Hoàng tới mức vội vàng nói, Phó Cục Quách, ngài đừng nói như vậy, thực tế thì cuối cùng đều không phải là nhà họ Đinh chúng tôi đang phụ trách dự án sao? Chẳng lẽ chúng tôi có nhiều người như vậy nhưng vẫn kém một Đinh Mộng Nhiên hay sao? Quách sướng lạnh nhạt cười một tiếng, ông nói gì? Nếu không phải coi trọng cô Đinh Mộng Nhiên thì dự án xây dựng có thể giao cho nhà họ Đinh các người được à? có rất nhiều doanh nghiệp lớn nhớ thương dự án này liệu có đến lượt các người không từng câu chữ đâm xuyên vào tim hóa ra việc có thể ký được hợp đồng không có quan hệ gì với nhà họ đinh bọn họ cả là người ta chỉ đơn giản nhìn chúng đinh mộng nghiên đinh trọng á khẩu không trả lời được cho tới bây giờ ông ta mới ý thức được người cháu gái nhỏ bé bị bản thân ông ta coi thường thì ra lại có năng lực lớn biết nhường nào tôi hiểu rồi đinh trọng trông có vẻ khá là cô đơn vươn tay chỉ vào đinh phong thành đi gọi điện thoại cho mộng nghiên bảo nó lập tức tới đây một chuyến cháu biết rồi thưa ông reng 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 chuông điện thoại reo gần một phút thì được nhận đinh phong thành tức giận hung hăng mà nói mộng nghiên cô làm gì mà lâu như vậy mới nhận điện thoại nhanh lên đi tới công ty một chuyến kết quả là ở đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông là anh hai hà xin lỗi nhé mộng nghiên em ấy không đi được rồi mọi người đều nghe thấy đây là giọng của Giang Sách. Đinh Phong Thành hỏi, ý của cậu là sao? Không phải là ông nội cho Mộng Nhiên nghỉ ngơi hai ngày sao? Vậy nên tôi đã dẫn Mộng Nhiên tới Tam Á, chúng tôi đang nằm phơi nắng trên bãi biển, trong chốc lát cũng không thể quay về được đâu. Cậu! Đinh Phong Thành thiếu chút nữa là tức đến nổ tung rồi, vào thời điểm quan trọng thế này, bọn họ lại còn có thời gian rảnh rỗi để đi Tam Á phơi nắng. Đưa điện thoại lại đây, Đinh Trọng hét lớn một tiếng chương 30 xem nhầm rồi. Ông ta nhận điện thoại, cố gắng kìm nén lửa giận, giang sách, anh đừng quậy phá nữa, chúng tôi đang bàn bạc kế hoạch xây dựng với phó cục quách, những việc liên quan đều rất quan trọng, nhanh chóng để mộng nghiên tới đây đi. Chúng cháu thật sự đang ở Tam Á, nếu không thì cháu chụp cho ông nội bức ảnh nhé. Đinh Trọng thiếu chút nữa thì chết vì tức rồi, vậy hai người nhanh mua vé máy bay rồi nhanh quay về đi. Quay về làm gì, cháu nhớ rõ ràng người phụ trách dự án là chị cả, dự án cũng thuộc quyền quản lý của công ty mẹ, có liên quan gì đến mộng nghiên nhà chúng ta đâu chứ. Ông nội à, không phải ông nội đã đặc biệt có lòng mà thông qua kỳ nghỉ hai ngày này sao? Đinh Trọng nghiến răng siết chặt nắm đấm, hai mắt đều đỏ lên, hận không thể đập cái bàn vỡ vụn nát tan. Ngại có người của cục xây dựng đô thị ở đây, ông ta không tiện nổi giận, cố gắng kiên trì đến cùng mà nói là ông nội sai rồi, có một số việc phải để cho mộng nghiên xử lý mới được. Hai đứa mua vé máy bay quay về đi, ông nội sẽ để Mộng Nhiên tiếp tục làm người phụ trách dự án này. Đã sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Ninh Trọng phải cúi đầu nhận sai với con cháu của mình. Thế nhưng Giang Sách lại uể oải nói, "Được rồi, chuyến bay gần nhất là lúc 6 giờ tối, bay về cần phải mất hơn 2 giờ. Có lẽ chúng cháu sẽ về đến nhà lúc 8 giờ rưỡi đấy, ông nội và mọi. Người chờ chút nhé. Chờ một chút. Lúc này mới chỉ là 10 giờ sáng." từ xưa đến nay Đinh Trọng chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục nào lớn đến như thế, ông ta nghiến chặt răng cười vang ha ha ha. Được, buổi tối gặp lại. Dầm, cúp điện thoại, Đinh Trọng quả thực chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười, phó cục quách, mộng nhiên con bé 8 giờ rưỡi tối mới đến được, ông xem chuyện này. Ồ, vậy buổi tối lại nói tiếp cũng được, quách sướng không do dự chút nào đứng dậy rời đi, tất cả mọi người ở đây đều không được ông để vào mắt. Chờ đến khi quách sướng rời đi rồi, toàn bộ văn phòng trở nên lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên, Đinh Trọng nâng chiếc ghế dựa ở phía sau lên rồi đập thật mạnh lên bàn làm việc trong phòng họp Giang Sách. Ngay vào lúc này tại bãi biển Tam Á, Giang Sách đang cùng Đinh Mộng Nhiên nằm phơi mình tắm nắng ở trên bờ cát, rất là hưởng thụ. Giang Sách, chuyến bay sớm nhất rõ ràng là 11 giờ, khoảng 1 giờ chiều là chúng ta đã có thể về đến nhà rồi, tại sao phải gạt ông nội vậy? Giang Sách nhún vai, thật sao? vậy thì có thể là do anh xem nhầm rồi đấy. Xem nhầm rồi. Đinh Mộng Nhiên chừng anh một cái, chuyện vớ vẩn kiểu này còn lâu cô mới tin. Thế nhưng phải công nhận là cách làm này của Giang Sách đã giúp Đinh Mộng Nhiên khéo léo xả được một bụng tức giận, thoải mái, sảng khoái, sướng. Lúc ở nhà họ Đinh cô vẫn luôn bị áp bức, bị ông nội xem thường đủ đường, hôm nay cuối cùng cũng đã khiến cho ông nội chịu quẫn bách một lần rồi. Hai người ở Tam Á nhậu nhẹt chơi bời suốt một ngày, sau đó mới thong dong điềm tĩnh bay về thành phố Giang Nam, cho đến khi bọn họ về tới thì trời đã tối hẳn rồi. Đinh Trọng cố ý phái người đến sân bay đón hai người về công ty, chỉ sợ giữa đường Giang sách lại dẫn Đinh Mộng Nhiên bỏ chạy mất. Chờ đến khi hai người bước vào phòng họp thì cũng đã gần 9 giờ tối. Bên trong văn phòng trấn ních toàn là người, quách sướng lại một lần nữa thủng thỉnh tới tòa nhà văn phòng của nhà họ Đinh. Đinh Trọng thở vào một hơi, vậy thì bắt đầu cuộc họp bàn bạc chính thức đi thôi. Đinh Mộng Nhiên đứng lên, trình bày chân chu toàn bộ phương án một lần, sau đó lại kỹ càng nói thêm một vài chi tiết nhỏ, toàn bộ cuộc họp vẫn luôn kéo dài đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Dòng giã tiến hành suốt một đêm. Sau khi đã bàn bạc mọi thứ xong xuôi, Quách Sướng vẫn không ngừng khen ngợi Đinh Mộng Nhiên. Không tệ đầu, vô cùng tuyệt vời, tôi quả nhiên không nhìn lầm người. Cô Đinh, dự án xây dựng có cô chịu trách nhiệm, tôi đây có thể yên tâm thật sự rồi quách sướng cười nói rồi rời đi. Đinh Mộng Nhiên đi tới trước mặt Đinh Trọng, ông nội, cháu có chuyện muốn trao đổi với ông nội một chút. chương 31, không giống nhau. Nói xong, ông ta xua tay, xoay người rời đi, những người khác trong dòng họ cũng đều nối đuôi đi theo, cả một nhóm người cùng dùng ánh mắt tàn độc mà nhìn Đinh Mộng Nhiên. Cô hoàn toàn bị cô lập. Đinh Mộng Nhiên rất khó chịu, vẻ mặt có chút huệ hoài. Giang sách bước tới ôm lấy cô, sự tốt đẹp của em lại chưa từng một lần được cảm kích em để cho công ty mẹ tới phụ trách dự án đồng nghĩa với việc ngay cả lợi ích cũng nhường cho bọn họ ông già kia một chút cũng không cảm ơn loại người như thế này thật đúng là đáng ghét đinh mộng nhiên thở dài cho dù có nói như thế nào ông ấy cũng là ông nội của em giang sách bỗng nhiên lơ đãng hỏi vậy nếu có một ngày nhà họ đinh và em cắt đứt hoàn toàn em sẽ làm thế nào chuyện này đinh mộng nhiên không có cách nào để trả lời Bỗng nhiên, Đinh Mộng Nghiên nhớ tới một việc, đúng rồi, hôm nay em họ của em được nghỉ, em đã hứa sẽ đến trường học đón nó rồi. Cô vừa định đi, giang sách đã ngăn cô lại, thôi bỏ đi, em cũng đã mệt mỏi một buổi tối rồi, đừng đi nữa. Không được đâu, hai ngày rồi em họ em đã ở Mỹ với mợ vô cùng dữ dội, nếu em không đi đón con bé thì không biết nó sẽ chạy đến chỗ nào nữa đây. Vậy để anh đi đón con bé là được rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh! sao vậy anh đi đón một mình em cũng không yên tâm à đinh mộng nhiên lắc đầu không phải không yên tâm chỉ là anh cũng đã vất vả với em cả đêm rồi không phải sao giang sách vỗ vỗ thân mình anh làm lính mà chuyện này có tính là cái gì đâu chứ đưa chìa khóa xe cho anh nói cho anh biết địa chỉ trường học tên của em họ em và cách thức liên lạc là được rồi chìa khóa đây tên của em họ em là tô nhàn học ở đại học ngoại ngữ thành phố Bọn em đã hẹn sẽ gặp nhau lúc 9 giờ ở cửa bắc của trường học, anh đừng sai giờ nhé. Chuyện này nhỏ xíu, anh không sai được đâu, em ngoan ngoãn về nhà ngủ nghỉ đi, anh sẽ đưa em họ về nhà an toàn. Giang sách cầm chìa khóa xe, quay người rời khỏi phòng họp. Hơn 8 giờ sáng, tại cửa bắc đại học ngoại ngữ thành phố. Từng chiếc siêu xe dừng lại ở ven đường, lần lượt đón những cô gái trẻ trung xinh đẹp rồi chạy đi. Tô Nhàn Nghe nói chị họ của cậu sẽ đến đón cậu phải không? Ừm. Chị họ của cậu chính là người đẹp nổi tiếng thành phố Giang Nam, hôm nay cuối cùng cũng may mắn thấy mặt một lần. Tô Nhàn lắc đầu, quay mặt đi. Lúc này, một chiếc Lexus màu bạc dừng lại ở ven đường, Tô Nhàn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là xe của chị mình. "Chị ơi." Cô ấy chậm chậm chạy qua, kết quả là cửa xe vừa mở, từ bên trong đi ra lại là một người đàn ông xa lạ. "Anh là anh tên là Giang Sách, là anh rể của em. Tất cả bạn học của Tô Nhàn đều vây quanh ở chỗ này, trên khuôn mặt hiện lên sự trào phúng chế giễu. Này, Tô Nhàn, sao chị của cậu không tự mình tới vậy? Xem ra chị ấy cũng không quan tâm cậu lắm nhỉ? Mình có nghe nói anh rể này của cậu là ở rể đấy, để anh ta đến đón cậu đúng thật là sự tôn trọng lớn nhất dành cho cậu rồi. Chật chật, hoa khôi của chúng ta vậy mà thụt lùi đến mức cùng một đẳng cấp với một người ở rể ây ra thảm thương thảm hại quá. Nhóm bạn học cười ha ha, sau đó ồn ào lên từng chiếc siêu xe rời đi. Tôi nhàn oán hận rậm chân xuống đất. Giang sách, là ai bảo anh tới vậy? Chị của em đâu? Giang sách gái gái đầu, chị của em học hành cả đêm rồi, mệt đến độ đi không nổi, không còn cách nào khác, anh tới đón em không phải cũng giống nhau sao? Không giống nhau. Giang sách nhún vai, trước hết lên xe đã rồi nói sau. Tô Nhàn lên xe trong sự không vui, dọc đường đi, đừng nói là trò chuyện, trong toàn bộ hành trình, ngay cả liếc nhìn Giang Sách một cái mà Tô Nhàn cũng không làm. Tô Nhàn cảm thấy mất mặt khi ở chung một chỗ với anh. Trong lúc xe đang chạy trên một đoạn đường nhựa thì bỗng nhiên có một chiếc xe việt dã chạy song song qua bên này. Mở cửa sổ xe ra có thể nhìn thấy năm người đàn ông vạm vỡ chọc đầu đang ngồi trong chiếc xe sát bên. Có một người trong đó hét to vào trong xe của Giang Sách này. Em gái Nhàn, chúng tôi ở cửa đông đợi em cả nửa giờ, em lại ở cửa bắc bỏ chạy với người khác, có kỳ cục quả không vậy?" Giang Sách nhíu mày, "Mấy người đó là ai vậy?" Tô Nhàn có vẻ rất lo lắng, lắp bắp nói, "Là là người xấu, đừng, đừng quan, quan tâm bọn họ, đi mau." Một chân Giang Sách đạp xuống chân ga, tăng nhanh tốc độ nhưng dường như đối phương đã sớm đoán trước được bọn họ sẽ bỏ chạy nên lập tức có một chiếc xe chạy qua đây từ phía đối diện hòng chặn đường đi của giang sách. Cùng lúc đó ở phía sau lại có thêm hai xe đuổi tới. chương 32, không muốn làm, vậy thì trả tiền. Trước sau đều bị chặn đứng, giang sách không thể không dẫm xuống chân phanh rồi dừng xe ở ven đường. Mấy chiếc xe đồng thời dừng lại, một nhóm mấy tên đàn ông chọc đầu nối đuôi nhau xuống xe rồi bao vây lấy xe của giang sách xuống xe, nhanh lên, xuống xe. Đối phương vừa lớn tiếng la hét, vừa cầm búa và cờ lê gõ lên cửa sổ xe, phát ra những tiếng, rầm rầm, vang dội, đáng sợ tới mức tô nhàn phải khóa trái cửa, cả người cuộn tròn ở ghế sau của xe. Đợi ở trên xe đừng nhúc nhích. Giang sách cởi đai an toàn ra, mở cửa xuống xe. Các người là ai? Giang sách bình tĩnh hỏi. Lúc này, từ trong đám người có một người đàn ông vạm vỡ chọc đầu cao gần 1 m chín trên người xăm hai con rồng bước ra. Hắn cười gian rồi nói, sao cơ, toàn bộ thành phố Giang Nam còn có người không biết đến long chọc đầu tạo à? Giang sách trả lời, các người và tô nhàn có hiểm khích gì sao? Hiểm khích, long chọc đầu lấy ra một tập hóa đơn, tháng trước con bé này mượn hai vạn tệ ở chỗ tạo và hứa là hôm nay sẽ trả lại. Kết quả là lừa tụi tao đến cửa đồng trường học chờ nó còn bản thân thì từ cửa bác bỏ chạy, mày nói xem chuyện này nên làm sao bây giờ? hai vạn tệ, tôi trả thay cho con bé. Sao, mày nói cái gì? Long chọc đầu cười ha hả, mười mấy tên đàn ông đầu chọc cũng cười lớn theo, nhìn giang sách như thể đang nhìn một tên mốc vậy. Mày con mẹ nó có bị thiểu năng không vậy? Mượn hai vạn trả hai vạn, xem bằng chọc đầu tụi tao là tổ chức từ thiện đấy à? Mày đi vay tiền ngân hàng cũng đâu thể nào ngay cả một đồng tiền lãi cũng không có, đúng chứ? Giang sách gật đầu, có lý. Tô nhàn khá là cạn lời, người anh rể này có thể nhát gan hơn nữa không vậy trời? Giang sách hỏi lại, vậy thì cả tiền gốc và lãi tổng cộng phải trả bao nhiêu? Long chọc đầu xòe ra năm ngón tay. năm vạn, Giang sách miễn cưỡng cười một tiếng, lãi thế này có phải là hơi cao hay không? Tao khinh, Long chọc đầu mắng, năm vạn cái đầu ông mày ấy ở đó mà năm vạn, là 50 vạn. Giang sách không những không nổi giận mà còn bị chọc cho buồn cười, 50 vạn anh dựa vào lãi suất nhà nào mà muốn cao như thế cái này có khác gì cướp bóc đầu chứ ai đừng nói khó nghe như vậy cướp bóc là phạm pháp tụi tao đều là dân lành chuyện phạm pháp thế này tao không thể làm được giang sách thấy vui vô cùng nhóm người này còn thú vị thế cơ đấy tuy nhiên anh cũng hiểu tại sao tô nhàn phải lén lút bỏ chạy đoán chừng nếu không đưa tiền cho nhóm người này thì sẽ bị đánh ngay hơn nữa mượn tiền từ chỗ bọn họ thì nhất định không thể trả hết được đối với một nữ sinh viên nhỏ bé yếu đuối như tô nhàn mà nói ngoại trừ bỏ chạy thì không còn cách nào khác giang sách lắc đầu anh muốn nhiều tiền như thế thì có lẽ chúng tôi trả không nổi đâu long chọc đầu không những không nổi điên mà ngược lại còn cười to nói không trả nổi cũng không sao cả thật ra thì tụi mày có thể không cần phải trả tiền hắn dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía tô nhàn Em gái nhàn đây là hoa khôi của học viện ngoại ngữ, trông lại năng động như thế, chỉ cần em nó bằng lòng làm bạn gái của tao, cùng tao chơi đùa thì long chọc đầu tạo sẽ bỏ qua 50 vạn này. Giang sách gật đầu, ừm, một đề nghị hay. Anh ghé vào một bên cửa sổ, nói về phía tô nhàn, em cũng nghe rồi đấy, làm bạn gái của Long chọc đầu thì không cần trả 50 vạn nữa. Tô nhàn gấp đến độ muốn khóc lên rồi, giang sách, anh làm đàn ông kiểu gì vậy? Ai ai cũng nói chị họ em gả cho một tên vô dụng, thật là không sai chút nào. Anh không giúp em thì đã đành, lại còn liên kết với bọn họ bắt nạt em. Bạn gái, muốn làm thì tự anh đi mà làm, tôi không có hứng thú. Long chọc đầu không chút vui vẻ, không muốn làm, vậy thì trả tiền. Tiền, tôi mượn anh 2 vạn, xong một tháng lại muốn tôi trả lại 50 vạn, làm gì có chuyện tốt như vậy. Long chọc đầu mỉm cười, hôm nay em chỉ có hai con đường có thể đi. Một là trả tiền, hai là làm bạn gái anh. Anh cho em 10 giây để suy nghĩ, nếu như em không đi ra thì anh sẽ đập xe, lột sạch em ra rồi khiêng về, lúc đấy cũng đừng trách anh không nhắc nhở em trước. Tô nhàn vừa hoảng lại vừa tức, nước mắt bất chợt dâng lên. Nhưng mà ngay lúc này không có bất cứ một người nào có thể đứng ra bảo vệ và thay cô ấy nói chuyện, cuộc đời cô ấy sao lại khổ thế này cơ chứ. Giang sách cười rồi lắc đầu. Anh ngáp một cái, chỉ tay về phía long chọc đầu, nói chuyện lúc trước ở chỗ này, anh có. Thể trả lại số tiền anh còn thiếu tôi trước đã, được không? Khuôn mặt Long chọc đầu ngẩn ra, mày nói chuyện ngu ngốc gì vậy? Tao mượn tiền của mày lúc nào? mươi 33, tất cả bọn họ đều bị anh đánh gục à? Trong một khoảng thời gian ngắn Long chọc đầu cũng không phản ứng lại kịp, sửng sốt mất vài giây, đột nhiên hắn cười ầm lên. Này, tụi mày đều nghe thấy đúng không? cái thằng ngu này vậy mà dám thu tiền của tao, còn một giây một triệu tệ nữa chứ. Long chọc đầu lấy ngón tay chọc chọc đầu của Giang Sách, thằng nhóc, mày có biết chữ chết viết thế nào không hả? Giang Sách mỉm cười trả lời, tôi không biết viết, không thì anh dạy tôi đi. Vậy thì tao đây sẽ dạy cho mày. Long chọc đầu giơ tay định tát cho Giang Sách một cái bạt tai, kết quả là tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị Giang Sách tóm lấy ngón tay. Mới nãy anh dùng chính ngón tay này chọc đầu tôi nhỉ, răng rác đầu ngón tay gãy ngược ra ngoài a à, tiếng gào thét của long chọc đầu giống như tiếng mổ heo đau đến nước mắt của hắn cử rơi mãi không ngừng hư giang sách đưa chân đá vào bụng của long chục đầu đã cho hắn văng ra đập lên chiếc xe phía đối diện long chọc đầu ngã trên mặt đất kêu thảm thiết đập chết nó đập chết nó cho tao tô nhàn cũng trợn tròn mắt giang sách bị điện rồi phải không vậy mà lại ra tay với long chọc đầu anh không biết long chọc đầu giữ dằn cỡ nào sao? Việc này đã chọc giận đối phương rồi, làm sao bây giờ? Giang sách quay đầu nói với vào trong xe có mang khăn tay không? Tô nhàn gật đầu liên tục theo bản năng. Lấy khăn tay che mắt lại rồi đếm thầm 30 giây. Để làm gì? Cứ làm theo là được. Giọng điệu của giang sách chân thật đến đáng tin, tô nhàn vươn tay cầm lấy khăn tay che lại đôi mắt của mình. Cô ấy yên lặng đếm số, từ 1 đến 30, cô ấy đếm từng số từng số, trong lúc đấy không ngừng nghe thấy được đủ loại tiếng kêu rên than khóc, liên tục có người vào vào xe rồi phát ra âm thanh rầm rầm rầm. Tô Nhàn sợ hãi, cuộn tròn mình như một quả bóng, cử động nhẹ cũng không dám. 28, 30, Tô Nhàn hơi thút thít, em có thể gỡ khăn tay xuống được chưa? Được rồi, giọng nói ấm áp lại còn trầm dày của giang sách truyền vào tài khiến cho Tô Nhàn cảm thấy rất thoải mái cô ấy tháo khăn tay xuống, kinh ngạc phát hiện không biết vì lý do gì mà một đám chọc đầu ác ôn kia lại nằm hết ở trên mặt đất. Người nào người nấy đều sùi bọt mép, thân thể vặn vẹo thành một đống, còn có vài tên hôn mê luôn rồi. 30 giây ngắn ngủi, mười mấy tên ác ôn sức dài vai rộng đều bị đánh bại, đây là loại sức mạnh khủng khiếp gì vậy? Tất cả bọn họ đều bị anh đánh gục à? Giang sách mỉm cười, anh không trực tiếp trả lời mà chỉ xoay người đi tới trước mặt long chọc đầu anh ngồi xổm xuống. Long chọc đầu đã sớm bị dọa cho sợ hãi, vừa khóc vừa nói, người anh em, đại ca, ông nội ơi, cầu xin cậu đừng giết tôi, tôi biết sai rồi, sau này tôi cũng không dám tái phạm nữa. Giang sách hỏi hắn, ừm, vậy thì 92 triệu anh thiếu tôi tính khi nào thì trả lại. Long chọc đầu dương dương nước mắt, ông nội, ngài đừng đùa tôi nữa, tôi thật sự biết sai rồi. Phải vậy không, vậy anh dự định làm gì để bù đắp lỗi lầm đây? Long chọc đầu lập tức nói, 50 vạn kia tôi bỏ luôn, một đồng cũng không cần. Hắn cố gắng chống đỡ sự đau đớn để đứng dậy, cũng lên tiếng gọi những người nằm trên mặt đất kia, đứng lên hết cho bố mày, đừng có cản đường của ông nội. Hồ tử, lão Bưu, tụi mày rời xe ra chỗ khác để ông nội còn đi. Những người khác xếp thành hai hàng, tiến ông nội rời đi. Mọi người ồn ào làm theo. Giang Sách mỉm cười trở lại trên xe, một lần nữa khởi động động cơ. Tô nhàn nhìn từng chút một mà trợn mắt há mồm, đến tận bây giờ cô ấy vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, làm sao mà những người này lại đột nhiên thay đổi thái độ 180 độ như thế. Giang sách đưa tay về phía cô ấy, ngoài long chọc đầu ra, em có mượn tiền của người nào nữa không? Ừm, có mượn. Đưa điện thoại đây, nói cho anh biết tất cả những người mà em đã từng mượn tiền. Vâng. Giang sách nhận lấy di động, ghi lại từng cái tên của những người đó rồi gửi cho Mộc Dương Nhất, sau đó trả lại điện thoại di động cho Tô Nhàn. Từ giờ trở đi, em không còn nợ tiền nữa rồi. chương 34, ông nội đi đường an toàn. Sao, Tô Nhàn kinh ngạc nói, số tiền này cộng dồn lại lên đến mấy chục vạn, anh trả hết rồi sao? Tô Nhàn choáng váng hoàn toàn rồi, người đàn ông trước mắt này đã mang đến một sự chấn động quá lớn dành cho cô ấy. Mới vừa rồi cô ấy còn xem thường giang sách, dùng những lời ác độc nhất công kích anh, nhưng anh không những không tức giận lại còn giúp cô ấy trả sạch toàn bộ số tiền nợ. Tô Nhàn cũng không biết nên báo đáp phần ân tình này như thế nào thì mới ổn thỏa. Vì sao lại đối xử tốt với em như vậy? Bởi vì em là em họ của Mộng Nghiên. Giang sách đạp chân ga, khởi động xe chạy đi, đám người long chọc đầu ở phía sau kính cần cúi đầu chào. Ông nội đi đường an toàn. Tô Nhàn nhìn qua cửa sổ phía sau của xe, vui vẻ cười khúc khích. Bình thường nhóm người này bắt nạt kẻ yếu, không biết có bao nhiêu học sinh đã bị bọn họ tra tấn đến chết đi sống lại, không ngờ rằng hôm nay lại thua trong tay anh. Giang Sách, làm sao mà anh có thể đánh được như thế? Anh đi lính mấy năm, những người này không tính là gì cả. Sẽ qua một khúc cua, Giang Sách nhắc nhở cô ấy, nhưng mà chuyện ngày hôm nay có em biết anh biết là được rồi, không cần nói cho người khác biết. Tại sao? Không tại sao cả? em sẽ không muốn chuyện bản thân thiếu tiền khắp nơi rồi bị người ta đuổi giết trở nên ở Mỹ đến mức mọi người đều biết đâu, đúng không? Tô nhàn lè lưỡi với anh, hừ, em biết rồi. Về đến nhà, Đinh Mộng Nghiên đã ngủ được một giấc, nhìn thấy cô em họ đi tới thì vui vẻ cùng cô ấy ôm chầm lấy nhau. Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, quan hệ tốt đến không thể tốt hơn. Các cô trò chuyện tán dóc, bỗng nhiên tô nhàn véo nhẹ Đinh Mộng Nghiên một cái, chị họ, chị hạnh phúc thật đấy, gà được cho một người chồng tốt thế cơ mà. Lúc nói ra lời này, vậy mà cô ấy lại có một chút ghen tị. Đinh mộng nhiên sửng sốt, hừm, em nói giang sách à. Đúng vậy, hôm nay anh ấy cứ lắm, anh ấy. Giang sách chừng mắt liếc nhìn tô nhàn một cái, cô ấy mới nhanh chóng ngậm miệng lại. Lúc này, Đinh Khải Sơn và Tô Cầm cùng đi tới. Dượng, cô, tiểu nhàn tới rồi, lại đây nhanh lên, Hôm nay cô tự tay làm một bàn đồ ăn chỉ vì chào đón cháu thôi đấy. Cảm ơn cô ạ. À. Trong lúc bọn họ đang ăn cơm, Đinh Khải Sơn nói với Giang Sách, anh thì chờ lát nữa rồi ăn sau, đi lau phòng bếp trước đi đã. Vâng. Giang Sách cũng không phản đối, lập tức đi vào phòng bếp. Đinh Mộng Nhiên nhìn thấy cảnh này mà đau ở trong lòng. Tô Nhàn càng thêm tò mò, hỏi, dược, tại sao không cho anh rể cùng ăn cơm vậy? Đinh Khải Sơn hừ lạnh một tiếng, cùng ăn cơm. Dường nhìn cái bộ dáng cả ngày chỉ chơi bời lêu lỏng này của nó đã muốn nổi giận rồi, còn muốn ăn cơm chung với lượng nữa sao? Chơi bời lêu lỏng, tô nhàn cảm thấy không thể tin nổi. Đinh Khải Sơn nói, dượng càng nhìn nó là càng bực mình, sớm muộn gì dượng cũng sẽ bảo mộng nhiên ly hôn với nó. Sắc mặt đinh mộng nhiên lập tức trầm xuống. mươi 35, thật ra em đang gom tiền để cứu người. Mà tô nhàn lại nở nụ cười, nửa đùa nửa thật nói, được đó được đó, nếu như chị họ không cần thì ném qua cho em cũng được, em còn rất mong chờ đây này. Phụt, Giang sách đang uống nước ở phòng bếp nghe thấy lời này liền lập tức phun ra sạch. Người trong gia đình định Khải Sơn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tô nhàn, họ khó hiểu không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Tô nhàn lại không để bụng việc đó, tự chăm lo cho bản thân mà gắp đồ ăn ăn cơm. Đinh Mộng Nhiên xấu hổ ho khan một tiếng, em họ, em mà còn thiếu đàn ông à. Chị còn nghe nói là mấy tháng gần đây mẹ không ngừng giới thiệu đối tượng cho em, không 100 thì cũng 80, đúng chứ? Hứ, sao mà khoa trương như thế được, nhưng mà thật sự đúng là rất nhiều, nhiều đến mức em không nhớ nổi. Vậy tại sao ngay cả một người mà em cũng chưa nhìn chúng vậy? Tô Nhàn thở dài, mấy tên đàn ông đó, tất cả đều chỉ vì thấy em xinh đẹp nên mới chạy tới xem mắt thôi, chút xíu tấm lòng cũng không có, em không thích. Định Khải Sơn nhíu nhíu mày, cái kiểu xem mắt này ấy mà, mọi người đều không quen biết nhau, cái nhìn đầu tiên còn không phải là xem ngoại hình hay sao. Hơn nữa Dượng còn nghe ba mẹ cháu nói rằng chẳng những một người cháu cũng không coi trọng mà còn mỗi lần xem mắt đều yêu cầu một số tiền thật lớn từ bên phía nhà trai. Tô nhàn lè lưỡi, xí, chuyện đó còn không phải là do bọn họ cam tâm tình nguyện sao. Cháu cũng không lấy dao kề lên cổ bọn họ rồi bắt bọn họ đưa tiền mà. Đinh Mộng Nhiên liên tục lắc đầu, chuyện này có đôi chút chơi chẽn quá mức rồi. Trước đây người em họ này của cô vừa hiền lành lại còn hoạt bát, hiện tại làm sao lại biến thành thế này chứ? Em họ à, em không thể. Dừng lại, chị họ à chị không cần phải giảng giải cho em đâu, em biết bản thân đang làm cái gì, tô nhàn đã đoán ra được những lời mà Đinh Mộng Nhiên muốn nói. Không khí có chút xấu hổ, mọi người cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không còn gì có thể trò chuyện nữa. Không bao lâu tô nhàn đã ăn xong rồi, cô ấy cười hì hì nói em nó rồi buổi chiều muốn đi ra ngoài chơi chị họ có thể cho em mượn anh rể xài một chút được không sao em muốn làm gì hà để anh ấy làm tài xế của em đó đinh khải sơn nói cũng được dù sao cả ngày nó cũng không có chuyện gì để làm cả để nó cùng cháu ra ngoài giải sầu đi cháu cảm ơn dường tô nhàn xoay người chạy vào phòng bếp túm lấy giang sách kéo ra ngoài rồi lên xe Giang sách lập tức trở nên nghiêm túc, em cứ khăng khăng muốn anh đưa em ra ngoài chơi nhưng thực tế là muốn vay tiền anh đúng chứ. Tô nhàn giơ ngón tay cái lên, anh rể à anh đúng là thông minh, một lần đã đoán chúng rồi. Giang sách cười ha ha, anh đã xem qua di động của em, mấy tháng gần đây em đã lấy từ trong nhà không ít tiền rồi, sau đấy còn mượn thêm mấy chục vạn. Cộng thêm mấy thứ mà em có được từ đối tượng xem mắt, trên người của em hẳn là có hơn triệu nhỉ. Làm sao, còn chưa đủ à, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Tô Nhàn cố ý quay mặt qua chỗ khác, không cần anh phải lo. Được, vậy thì anh về đây. Đừng đi mà, Tô Nhàn tóm lấy cánh tay của Giang Sách kéo lại, được rồi, em sẽ nói cho anh biết, nhưng anh không được nói cho người khác đâu đấy. Được thôi, thật ra em đang gom tiền để cứu người. Ánh mắt của Giang Sách lập tức trở nên dịu dàng. Nếu như Tô Nhàn cần nhiều tiền như vậy là vì ăn chơi đàn đúng hoặc vì chuyện gì thì thật sự đáng để tức giận. Nhưng nếu là vì cứu người thì Giang Sách vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Cứu ai? Thật ra em cũng không biết ông ấy tên gì, chỉ biết mọi người đều không quan tâm mà gọi ông ấy là ông Cổ. Vốn ông ấy bày quán bán vài món đồ vật nhỏ ở cổng trường của chúng em, mỗi lần em đi ngang qua đều sẽ mua một ít, ông Cổ là một người rất tốt, lần nào cũng sẽ chọn cho em những món đẹp nhất, còn có thể tặng cho em nhiều thêm nữa. Chương 36 tiền, chắc chắn là chịu không nổi rồi. Tôi nhàn gật đầu. Tiền thuốc men, chi phí phẫu thuật, tiền thiết bị, mọi thứ đều rất đắt đỏ, nếu như em mặc kệ thì không quá 3 ngày ông cố sẽ vì bệnh mà qua đời. Trong lòng Giang Sách cảm thấy ấm áp, anh thật sự không ngờ tới tô nhàn vậy mà có thể có một mặt tốt bụng đến nhường này. Anh biết rồi, Giang Sách khởi động động cơ, bệnh viện nào đây? Bệnh viện nhân dân số 3 thành phố. Ngồi cho chắc. Nửa giờ sau, xe dừng trong gara bệnh viện, Giang Sách và tô nhàn đi tới khu điều trị của bệnh viện bọn họ còn chưa kịp đi vào thì một người đàn ông trung niên ăn vận như bác sĩ gọi bọn họ. Lại, tô nhàn, bác sĩ Triệu, cô tới văn phòng của tôi một chút đi. Triệu Trí Hiên là bác sĩ điều trị chính của ông cố, mấy tháng này vẫn luôn chịu trách nhiệm về việc phẫu thuật trị liệu cũng như thuốc men điều trị của ông cổ. Bước vào văn phòng, Triệu Trí Hiên để giang sách và tô nhàn ngồi xuống. Trên mặt hắn ta thoáng hiện lên sự buồn bã, tô nhàn, có chuyện này tôi không thể không nói với cô, thuốc của ông cổ đã dùng hết rồi, nếu muốn giữ được mạng sống của ông ấy thì nhất định phải nhanh chóng mua thuốc mới. Vậy thì nhanh mua đi thôi. Chuyện này không phải chỉ đơn giản như vậy. Triệu Chí Hiên thở dài, giá cả của thuốc mới so với thuốc ban đầu còn đắt hơn gấp 3 lần. Bệnh tình hiện tại của ông cố đã chuyển biến xấu, lượng thuốc cần dùng cũng phải tăng lên, tiền chữa bệnh tới lui cũng phải tăng lên 7-8 lần. Hơn nữa giường bệnh của bệnh viện cũng đã đến thời hạn rồi, cần phải thuê tiếp. Thiết bị chữa bệnh cũng cần được mua mới, những thứ này cũng cần tiền đấy. Tiền, lại là tiền. Tô Nhàn cắn chặt răng, cần bao nhiêu? Triệu Chí Hiên lấy một tờ danh sách qua bên này đặt vào trong tay Tô Nhàn, tôi đã tính toán kỹ lưỡng cho cô rồi, đây vẫn là tôi tính bằng giá thấp và liều thuốc ít nhất, chi phí điều trị mỗi ngày đều khoảng chừng 15.000 tệ, một tháng là 45 vạn. Một tháng 45 vạn. Nhà Tô Nhàn chỉ là một gia đình tầng lớp trung lưu không nghèo nhưng tuyệt đối cũng không giàu có đến mức có thể mỗi tháng lấy ra 45 vạn được. Hơn nữa cô ấy cũng không dám nói cho gia đình biết. Đơn giản chỉ vì một chút lòng tốt của bản thân mà mỗi tháng chi trả khoản tiền chạy chứa cách xù như thế thay cho một ông già xa lạ, nếu như bị ba mẹ của tô nhàn biết được, thế nào cũng đánh gãy chân cô ấy cho xem. Tiền, chắc chắn là chịu không nổi rồi. Chẳng lẽ chỉ còn cách từ bỏ sao? Tô nhàn rất không cam lòng. Lúc này, Triệu Chí hiện đang dùng ánh mắt tà ác đặt lên người Tô Nhàn mà đánh giá, còn đặc biệt dừng lại thật lâu trên đôi chân trắng nón lộ ra bên ngoài của cô ấy. Hắn ta cười xấu xa rồi khẽ sờ lên môi. Trên thực tế, nếu như có thật sự muốn cứu ông cố thì thật ra tôi có một cách có thể giảm tiền thuốc men đến mức thấp nhất. Hai mắt Tô Nhàn lập tức sáng lên, mau nói đi. chương 37 em phân vân à. Triệu Chí Hiên cười khà khà, bệnh viện chúng tôi có chính sách phúc lợi bên trong nội bộ, chỉ cần là nhân viên nội bộ mua thuốc thì có thể lấy thuốc với giá gốc trên thị trường. Nhân viên nội bộ, tôi cũng đâu phải chứ. Đúng là có không phải, nhưng tôi có thể giúp cô đấy. Chỉ cần sẵn lòng gả cho tôi, trở thành vợ của tôi. Vậy tôi là người nội bộ thì cô còn không phải là nhân viên nội bộ rồi hay sao? Tô Nhàn lập tức trở nên cảnh giác. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Triệu Trí Hiên nhìn thấy Tô Nhàn đã vừa ý cô ấy rồi. Là hoa khôi của học viện ngoại ngữ, trên người tô nhàn vốn phô bày ra loại khí chất thanh xuân tươi sáng quá đỗi hấp dẫn người khác thêm vào đó còn có dáng người mảnh mai cùng với đường nét khuôn mặt hết sức tinh tế của cô ấy rất nhiều tên đàn ông đều quỳ dưới làn váy thạch lựu của cô ấy triệu trí hiên không phải là tên đàn ông đầu tiên muốn có được tô nhàn cũng tuyệt đối không phải là tên đàn ông cuối cùng tô nhàn lạnh mặt nhất thời không biết nên trả lời như thế nào đương nhiên là cô ấy không chịu thuận theo nhưng nếu cô ấy dám nói không mạng sống của ông cố sẽ không còn nữa. Không thể xúc động, cần phải bình tĩnh. Thế nào, tôi nhàn, em có bằng lòng không? Thật ra tôi cũng chỉ lớn hơn em gần 10 tuổi mà thôi, hơn nữa công việc của tôi có thu nhập rất ổn, gả cho tôi thì em tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ đâu. Tôi hứa với em nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời. Hai tay của tôi nhàn nắm chặt thành nắm đấm, kìm nén lửa giận ở trong lòng. Thịt thịt thịt, giang sách dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, thản nhiên mà nói, danh sách này hình như có chút vấn đề nhỉ. Triệu trí hiện cao mày, ý cậu là sao? Giang sách bình tĩnh nói, trên danh sách mà anh đã liệt kê có rất nhiều thuốc đều là loại thuốc vô cùng bình thường chỉ 30 đến 50 tệ một hộp, giá cả mà anh ghi ở trên đây lại là 5-600 tệ một hộp. Còn có giường bệnh của bệnh viện này, một tháng cần 12 vạn. Dẫn cái gì vậy, đây là phòng bệnh hay là phòng tổng thống năm sau đấy? Quan trọng nhất chính là lượng thuốc cần dùng này, tự anh đã xem qua chưa vậy? Nếu thật sự dựa theo liều lượng mà anh kể trên này để uống thuốc thì ngày nào cũng uống đến no luôn à? Đây là lấy uống thuốc thay ăn cơm đúng không? Bác sĩ Triệu, tính chính xác của danh sách này thật sự đáng bị nghi ngờ đấy. Một chàng lời nói này khiến cho Triệu Trí Hiên phải cau mày. Tô Nhàn cũng kịp phản ứng, từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều, chưa từng tự mình xem qua đơn thuốc bao giờ, cho nên cô ấy mới có thể tin bất cứ lời nào mà Triệu Trí Hiên nói ra. Tô Nhàn trừng mắt nhìn Triệu Chí Hiên, ông cố ý gạt tiền của tôi. Triệu Chí Hiên cười khà khà, Tô Nhàn, em nói cái gì vậy? Tôi là một bác sĩ chuyên nghiệp, chẳng lẽ còn có thể kê thuốc lung tung cho em hay sao? Em tin tưởng một người tốt nghiệp trường y chuyên nghiệp lại còn là bác sĩ có mười mấy năm kinh nghiệm như tôi, hay là tin một người bạn của em đây? Tô Nhàn hơi do dự một chút. Chính xác thì Giang Sách chỉ là một người lính tham gia quân ngũ, anh có bao nhiêu sự hiểu biết đối với y dược đâu chứ? những lời của kẻ gian ác như triệu trí hiên này cũng không thể tin tưởng hoàn toàn triệu trí hiên nhún vai em phân vân à vậy được rồi để tôi gọi điện thoại cho cục quản lý dược phẩm để bọn họ cho người tới đây kiểm tra hẳn là được rồi đúng không chẳng lẽ đến người của cục quản lý dược phẩm mà em cũng không tin tôi nhàn gật đầu vậy thì được triệu trí hiên lập tức làm trò gọi điện cho người của cục quản lý dược phẩm trước mặt bọn họ nói đối phương cho người tới đây xem xét trong lúc đó vẻ mặt vẫn bình tĩnh dù chỉ một chút lo sợ cũng không có. chương 38 hai việc này đúng lúc gặp nhau sao? Điều này thu hút sự chú ý của giang sách. Giang sách có thể khẳng định 100%, giá thuốc được niêm yết trên danh sách có vấn đề, nhưng Triệu Trí Hiên cũng dám gọi điện thoại cho Cục Quản lý Dược phẩm mà không có chút sợ hãi nào, chuyện này thật sự không bình thường. Anh hơi nheo mắt, lấy di động gửi một tin nhắn cho Mộc Dương Nhất, lấy danh nghĩa của anh gửi một thông báo cho Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược phẩm để ông ta tự mình dẫn người tới Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố tiến hành điều tra. Cục Quản lý Dược phẩm, Văn phòng Lầu 5 Một nhân viên nhỏ tung ta tung tăng chạy tới trước mặt Tổ trưởng Hoàng, cười nói, thưa sếp, bên phía tiểu thiếu ra lại có người bới lông tìm vết rồi, anh sắp xếp một chút được không? Tổ trưởng Hoàng gật đầu, vậy thì để nhóm Lão Vương Lão Lý đi một chuyến, đi nhanh về nhanh. Vâng. Vào lúc mọi người đang chuẩn bị rời đi, cửa văn phòng mở ra, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược phẩm Triệu Sùng Đông đi vào. Mọi người lập tức đứng dậy. Chào Phó Cục Triệu. Triệu Sùng Đông gật gật đầu, lập tức tìm vài người tới Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố với tôi. Tổ trưởng Hoàng sửng sốt, làm sao mà Phó Cục trưởng cũng phải đi vậy? Anh ta nói chuyện thăm dò, Phó Cục Triệu, chuyện này để chúng tôi đi là được rồi, hà tất ngài lại tự mình đi một chuyện như thế ngài yên tâm, chắc chắn đảm bảo tiểu thiếu gia không xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu thiếu gia, triệu sùng đông nhíu mày, cậu đang nói đến trí hiên, nó lại làm sao? vậy? tổ trưởng hoàng ngây ngẩn cả người, phó cục triệu, ngài không biết à? mới vừa rồi tiểu thiếu gia gọi điện thoại nói tôi sắp xếp vài người đi qua đấy một chuyến, nói là có người bởi lông tìm vết muốn điều tra một chút về giá cả thuốc men. ô, triệu sùng đông thầm nói trong lòng, không thể nào đúng lúc như thế chứ. Mới vừa rồi văn phòng của ba khu gọi điện thoại tới, nói là người tổng phụ trách bảo ông ta tới bệnh viện nhân dân số 3 thành phố một chuyến, cũng là để điều tra giá cả thuốc men. Hai việc này đúng lúc gặp nhau sao? Hay nên nói là, đây vốn dĩ chính là một việc thôi. Triệu Sùng Đông nói, tôi tự mình dẫn người đi điều tra, mọi người không cần đi nữa. Ồ, được rồi. Triệu Sùng Đông dẫn người rời khỏi văn phòng, tổ trưởng Hoàng sờ sờ đầu, hôm nay làm sao vậy nhỉ? tiểu thiếu ra thế mà lại nói phó cục tự mình tới đây, vậy thì có nghĩa là người bới lông tìm vết này rất lợi hại à. Tại văn phòng bệnh viện, Triệu Trí Hiên rót một ly cà phê, vừa bắt chéo chân vừa uống, không có bất cứ một chút sợ hãi nào. Tô Nhàn đứng lên, em đi toilet một chút. Sau khi Tô Nhàn rời đi, Giang sách lạnh lùng nhìn Triệu Trí Hiên, nhẹ nhàng đặt xuống danh sách xuống bàn. Không có người khác ở đây, bác sĩ Triệu, anh có thể nói thật với tôi rồi chứ? danh sách này rõ ràng có vấn đề chỉ cần là người có một chút hiểu biết về dược lý thì đều có thể nhìn ra được chờ lát nữa người của cục quản lý dược phẩm tới liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở tại sao dù chỉ một chút nhưng anh cũng không sợ hãi vậy triệu trí hiên cười ha ha không sai danh sách có vấn đề vậy thì sao chứ không biết là cậu đã biết chưa phó cục trưởng cục quản lý dược phẩm ông ấy cũng họ triệu đấy trong nháy mắt Giang sách liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chẳng trách Triệu Trí Hiên lại không kiêng nể gì như thế, hóa ra là bên trong có người. Triệu Trí Hiên uống một ngụm cà phê, tôi nói thêm cho cậu biết, bệnh nhân của Triệu Trí Hiên tôi đây, ngoại trừ tôi ra thì không một ai dám chữa trị, cũng trị không hết. Nếu hôm nay Tô Nhàn không đồng ý gả cho tôi, vậy thì rất xin lỗi, bệnh của ông cố mãi mãi không thể trị khỏi được. Tôi dám cam đoan, nội trong ba ngày ông ta chết là cái chắc sao anh lại ngông cuồng như thế? Anh thật sự cho rằng pháp luật không trị được anh đấy à? Triệu Chí Hiên cười, pháp luật, ha 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 ha, ở thành phố Giang Nam, trong ngành sản xuất y dược, lời mà Triệu Chí Hiên tôi nói ra thì chính là pháp luật. Giang sách cười khổ lắc đầu. Nếu như không phải anh lấy thân phận của một người bình thường để thâm nhập tìm hiểu, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không biết hóa ra ở khu vực nơi anh quản lý thế mà lại tồn tại những việc dơ bẩn như vậy. Khu vực Giang Nam, rốt cuộc còn có bao nhiêu người như triệu trí Hiên tồn tại. chương 39 không xong. Theo tiếng bước chân liên tiếp dồn dập truyền đến, người của Cục Quản lý Dược phẩm đã tới Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố rồi. Triệu Trí Hiên buông cái ly xuống, Cả lơ phất phơ nói, các người nhìn cho kỹ đấy, tờ đơn này của tôi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì cả. Lời còn chưa nói xong cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên dẫn theo người đi đến. Các người cuối cùng cũng tới rồi, Tốc độ lần này sao mà chậm thế, làm tôi đây đợi cả buổi trời. Có tin lúc tôi về sẽ đuổi hết các người đi không hả? Đối mặt với người của Cục Quản lý Dược phẩm, tính tình của Triệu Trí Hiên tương đối tệ, cơ bản là không đặt bọn họ vào mắt. Người đàn ông trung niên kia gỡ mũ xuống, lạnh lùng hỏi anh muốn đuổi ai? Đi! Triệu Chí Hiên vừa nghe thấy giọng nói này lập tức sợ tới mức đứng dậy khỏi ghế, trợn lớn đôi mắt nhìn kỹ, trong nháy mắt cả người đứng đơ như cây cơ. Ba, ba, sao ba lại tới đây? Loại việc nhỏ thế này bảo anh Hoàng tới đây là được rồi mà. Triệu Chí Hiên vừa thấy Triệu Sùng Đông tự mình tới, sợ so tới mức nói chuyện cũng không lưu loát, chạy nhanh tới bên cạnh Triệu Sùng Đông. Triệu Sùng Đông lên tiếng nói, tôi nhận được mệnh lệnh, phải tới chỗ bên này của anh điều tra một chút về giá cả thuốc men. Mệnh lệnh, Triệu Chí Hiên cười, ba à, ba đừng có giỡn với con mà, con nào dám ra lệnh cho ba đâu chứ. Lúc này Giang Sách cầm theo tờ đơn lại đây, đưa tới trước mặt Triệu Sùng Đông, cục phó Triệu, đây là đơn thuốc mà con trai ông kê cho chúng tôi, chúng tôi là người dân bình thường xem không hiểu, ông tự mình xem thử giúp chúng tôi được chứ. u Triệu Sùng Đông tiện tay nhận lấy tờ đơn, cũng không chẳng mấy để tâm. Ai ngờ Giang Sách bổ sung một câu, ông cần phải xem kỹ đấy, tờ đơn này đã được người tổng phụ trách xem qua rồi. Vừa nghe đến mấy chữ người tổng phụ trách, Triệu Sùng Đông lập tức thay đổi sắc mặt, tay cầm lấy đơn thuốc cũng trở nên khẩn trương. Ông ta đặc biệt nghiêm túc nhìn một lần từ đầu đến cuối các loại thuốc có trên tờ đơn. Trong đầu chỉ hiện lên hai chữ, không xong. Giá thuốc trên đây đều cao một cách vô lý, hơn nữa liều thuốc cần dùng quá nhiều, dựa theo như vậy để uống thì khẳng định muốn uống cho chết người luôn. Hơn nữa giá cả sử dụng giường bệnh của bệnh viện, máy móc cũng quá đắt hơn bình thường, so với giá thị trường còn cao hơn mấy chục lần cũng không chừng tờ đơn này nói cho rõ ràng thì chính là một tờ đơn hổ tiền. Trái tim triệu sùng đông giống như đang nhỏ máu, rốt cuộc ông ta đã biết được vì sao người tổng phụ trách muốn ông ta tự mình tới đây một chuyến, đây là cho ông ta cơ hội để đại nghĩa diệt thân. Đáng tiếc triệu Chí hiện cơ bản là không nhận ra được việc này. Hắn ta nhỏ giọng nói bên tai triệu sùng đông, ba à, tờ đơn này con biết là có chút vấn đề nhưng vấn đề cũng không tính là lớn, ba bỏ qua cho con được không? có cái tờ đơn này con có thể giúp ba cưới về được một người con dâu, ba có vui không nào? Hai mắt của Triệu Sùng Đông cũng đỏ lên hết rồi. chương 40, tôi chi trả toàn bộ. Khai lung tung giá thuốc, còn lấy việc này áp chế người nhà bệnh nhân, đây là tội lớn cỡ nào cơ chứ? Giang sách còn bồi thêm một câu, cục phó Triệu, mới rồi bác sĩ Triệu đây nói ở thành phố Giang Nam, trong ngành công nghiệp dược phẩm ai cũng đều nghe đến tên anh ta tôi thật sự không biết anh ta lấy đâu ra nhiều quyền lực tới như vậy không biết nếu như người tổng phụ trách biết được lời này còn có thể nghĩ thế nào nữa triệu chí hiến phía đối diện cười tôi nói chứ cậu thế này có phải bị ngu không vậy bây giờ cậu còn nhìn không ra được vì sao à cục phó triệu chính là ba tôi trong ngành công nghiệp dược phẩm cậu có thể làm gì được tôi cái gì mà người tổng phụ trách chứ nghe cũng chưa từng nghe qua nữa ông ta tới thì tôi cũng vẫn bảo ông ta nằm bò xuống cúi lại tôi sát đất như thế Đồ khốn nạn. Triệu sùng đông hung hăng tát một cái vào mặt triệu trí hiên, đánh hắn ta đến độ cả người như thể bay ra ngoài, xoay hai vòng rồi và vào trên mặt bàn. Hắn ta bụng mặt ngơ ngác hỏi. Ba, ba làm gì vậy? Làm gì? Hôm nay tôi nhất định đánh chết cái đồ chó không biết xấu hổ như anh. Triệu sùng đông thuận tay cầm lấy cây chổi đặt sau cửa, đánh triệu chí hiên một trận vô cùng ác liệt, triệu trí hiên bị ông triệu đánh tới mức gào khóc la to. Những người khác vốn định tiến lên ngăn cản nhưng lúc này triệu sùng đông giận dữ hết, tất cả lui về hết cho tôi. Ai dám tiến lên cản tôi, tôi sẽ đánh chung với nó. Chát chát chát, một quật lại một quật, cái chổi vô cùng mạnh mẽ giáng xuống trên người triệu trí hiên, tiếng la hét thảm thiết vang lên trong phòng. Tôi nhàn hoang mang toàn tập rồi. Cô ấy lôi kéo cánh tay giang sách. ở đây sao lại thế này? Giang sách mỉm cười, rất đơn giản thôi, tờ đơn có vấn đề cục phó triệu nhìn không nổi nữa nên là đại nghĩa diệt thân. Chỉ đơn giản như thế à? Nếu không thì sao? Triệu sùng đông đánh một trận đòn thật tàn nhẫn, ước chừng đánh đến 20 phút, đánh đến mức toàn thân triệu trí hiên cũng là đi muốn ngất xỉu mới thôi. Chỗ này chính là bệnh viện, cũng không cần phiền phức, trực tiếp gọi y tá lại đây nâng nó đi. Cấp dưới nhìn thoáng qua nhau, chạy nhanh đi gọi y tá tới giúp đỡ. Triệu sùng đông vứt cái trổi, thở dốc rồi đi đến trước mặt Giang Sách, cái thứ bất hiếu này thật là sỉ nhục dòng họ, để cho người anh em đây chê cười rồi. Giang Sách nói, cục phó triệu không bao che, làm người khác kính nể. Triệu sùng đông xua tay, không cần phải nói thế, tôi không có mặt mũi để nhận. Người anh em, lúc quay về trước mặt người tổng phụ trách cậu giúp tôi giải thích một chút thì tốt rồi, cái thằng khốn triệu trí hiên này tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho nó đâu. Cảm ơn người tổng phụ trách đã cho tôi cơ hội tự tay giải quyết việc này. Giang Sách gật gật đầu, tôi hiểu rồi, vậy thì tiền thuốc men này, tôi chi trả toàn bộ." Triệu Sùng Đông nói, "Tất cả tiền thuốc men, tôi chi trả toàn bộ. Ngoài ra tôi sẽ tìm bác sĩ chuyên môn khác kê một ít đơn thuốc, dốc hết sức lực chữa khỏi cho bệnh nhân." "Vậy thì cảm ơn cục phó Triệu." Sau đó, dưới sự sắp xếp của Triệu Sùng Đông, bệnh viện lập tức tìm bác sĩ ưu tú nhất một lần nữa kê đơn thuốc, hơn nữa tất cả chi phí đều chi trả dưới danh nghĩa của Triệu Sùng Đông điều quan trọng nhất chính là cố lão đầu vốn bị triệu chí hiên nói là không có thuốc nào cứu được thực tế thì bệnh tình cũng không gây gâu đến như vậy chỉ cần dùng đúng thuốc rồi điều trị thật tốt không tới một tháng là có thể khôi phục xuất viện sau khi xử lý xong hết thảy sự việc tô nhàn và giang sách rời khỏi bệnh viện nhân dân số 3 thành phố trở lại trên xe tô nhàn giơ hai tay lên cao la lớn vạn tuế giang sách cười vui đến vậy sao đương nhiên rồi thứ nhất đã tàn nhẫn dạy dỗ được tên khốn kiếp triệu trí hiên kia. Thứ hai tất cả tiền đều do cục phó triệu bỏ ra, em không cần vì chuyện tiền bạc giàu dĩ thêm nữa. Thứ ba bệnh của cố lão đầu cuối cùng cũng được cứu rồi. Em sống đến bây giờ, chưa từng có được ngày nào vui giống như hôm nay. mươi 41, cái này rất tốt. Giang sách khởi động động cơ, vui thì tốt rồi, ngồi cho chắc, anh phải đưa em về. Tách tách, Tô Nhàn nhắm điện thoại di động về phía giang sách rồi chụp một tấm ảnh. Em làm gì vậy? Chụp ảnh đó. Anh biết là em đang chụp ảnh, anh hỏi em tại sao phải chụp ảnh anh. Không nói cho anh biết. Giang sách lắc đầu cạn lời, một chân đạp xuống chân ga, khởi động xe chạy. Đi xa. Trên xe tô nhàn lặng lẽ đổi màn hình điện thoại di động thành ảnh chụp giang sách, nhìn chằm chằm thật lâu, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Sau khi đưa tô nhàn về nhà, Giang sách nhanh chóng ăn vội miếng cơm rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, anh dậy sớm rời khỏi nhà, chạy thẳng đến tiệm cơm Uyên Ương nằm ở số 166 đường Giao Uy. Vừa mở cửa, chợt nghe thấy tiếng ông chủ tiệm niềm nở hỏi, muốn ăn gì đấy? Chú Trình, là tôi. Đại thiếu gia. Cửa tiệm này là cửa hàng do Trình Hải mở ra sau khi rời khỏi công ty khoa học công nghệ tầm mộc. Một ông già như Trình Hải cũng không có tay nghề nào khác, chỉ dựa vào tài nấu ăn ngon của mình, ông bèn đem vốn liếng dành dụng được trong nhiều năm qua mở một quán ăn nho nhỏ. Quán mở cửa khai trương cũng chưa quá ba ngày. Trình Hải lập tức sắp xếp cho Giang Sách ngồi xuống, dọn một ít rau trộn cùng một ít rượu ngon lên. Ông rót cho Giang Sách một ly. Đại thiếu gia, hôm nay sao có thời gian rảnh rỗi tới thăm tôi vậy? Giang Sách nhìn quanh, chú Trình, cửa hàng của chú làm ăn cũng rất được nha. Cũng không tệ, vừa đủ kiếm miếng ăn qua ngày. Giang Sách nhấp một ngụm rượu, đặt chén xuống, rất nghiêm túc nói, "Chú Trình, với năng lực của chú mà ở đây mở một quán cơm như vậy, đúng là nhân tài không được trọng dụng." Trình Hải nở nụ cười, "Tôi già rồi, không muốn ở trong thương trường lăn lộn nữa, mệt mỏi lắm." Thế nhưng, công ty khoa học công nghệ Tầm Mộng không thể làm được gì nếu không có chú. Trình Hải thở dài, "Bây giờ khoa học công nghệ Tầm Mộng thuộc về Hà Diệu Long, tôi đã bị sa thải." Còn nói gì đến việc không có tôi thì không làm được gì cơ chứ." Giang Sách nghiêm túc nói ra, "Hôm nay tôi đến gặp chú chính là để nói về điều này. Tôi dự định đưa công ty khoa học công nghệ Tầm Mộng mua trở về tay, một lần nữa bắt đầu hoạt động trở lại. Nhưng suy cho cùng, tôi đối với việc quản lý và phát triển công ty làm không được tốt lắm, do đó tôi cần một người đáng tin cậy để giúp đỡ mình trong việc này. Chú Trình, trong lĩnh vực này tài năng của chú là đứng đầu và là người tôi tin tưởng nhất." Tôi mong chú có thể quay lại giúp đỡ tôi một tay." Trình Hải vội xua tay, "Tôi già rồi không muốn làm nữa. Hơn nữa, công ty khoa học công nghệ Tầm Mộng làm sao lấy lại được? Nó chính là được dùng để thế chấp cho khoản nợ lớn hơn 30 vạn mà." Với lại lùi một bước mà nói, cho dù Hà Diệu Long cùng doanh nghiệp Thiên Đỉnh không cần Tầm Mộng, muốn bán nó đi, chắc chắn cũng sẽ không bán nó cho cậu đâu. Giang Sách bỏ một hạt đậu phộng vào miệng nhai nhai. "Đừng lo lắng." tôi đương nhiên có cách của mình. Công ty khoa học công nghệ tầm mộng là do một tay ba tôi tạo ra, đó là công sức của ông ấy, cũng là do em trai tôi dành hết tâm sức và tình cảm ở trong đó. Nó vốn thuộc về nhà họ Giang của chúng tôi, vì vậy tôi sẽ không bao giờ cho phép công ty nhà mình bị người khác chiếm lấy. Tôi nói những lời này ở đây hôm nay, chắc chắn trong vòng một tháng, tôi sẽ lấy lại công ty khoa học công nghệ tầm mộng về. Trình Hải nhìn vào mắt Giang sách, liền biết rõ đây không phải là đang nói đùa đại thiếu gia, cuối cùng cậu đã thay đổi rồi, càng trở nên mạnh dạn quyết đoán và hơn. Cái này rất tốt. mươi 42, tôi biết tôi biết, chỉ là thật sự quá nhiều. Đúng lúc này một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp nhăn nhó đi vào, lão Trình, lại đây. Trình Hải nhìn người mới tiến vào liền nhanh chóng đứng dậy đi tới. Chị Hoa, có chuyện gì vậy? Chị Hoa này mới ngoài 30 tuổi, căn cứ vào tuổi tác cũng không thể là chị của Trình Hải nhưng mọi người trong vùng này đều gọi chị ta như vậy, cho nên Trình Hải cũng gọi chị ta một tiếng chị Hoa. Chị Hoa tuy tuổi tác hơi lớn một chút nhưng dáng người rất đẹp, chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên mập thì mập, đúng là dáng người nóng bỏng khiến đàn ông vừa nhìn liền chảy nước miếng. Ngoài ra quanh năm chị ta còn để ý chăm sóc da rất tốt, dù đã ngoài 30 nhưng trông chị ta vẫn trẻ trung như gái đôi mươi. Chị Hoa tùy ý di chuyển một cái ghế đổ rồi ngồi xuống, lấy ra một tờ hóa đơn vừa nhìn qua vừa nói hình như là tháng này ông vẫn chưa trả tiền nhà cho tôi trình hải mặt mũi tràn đầy tươi cười tiệm nhỏ của tôi mới vừa khai trương đến tháng sau mới bắt đầu đóng tiền chị hoa khẽ nhíu mày tháng sau ha ha vậy thì cửa tiệm này của ông cũng để tháng sau khai trương nhé hiện tại tôi sẽ đóng cửa nó ngay bây giờ đừng như vậy chứ chị hoa có chuyện gì từ từ nói cũng đừng đóng cửa hàng của tôi không phải chỉ là chuyện tiền bạc thôi sao? Tôi sẽ đưa, chị muốn bao nhiêu? Chị Hoa xem qua hóa đơn và nói, ban đầu tiên một tháng là 6.000 tệ nhưng tháng này ông cũng vừa mới mở cửa tiệm nên tôi sẽ giảm giá 20% cho ông, đưa tôi 4.800 tệ đi. Chị Hoa, tháng này cũng còn không đến 5 ngày, có phải là đã lấy hơi nhiều quá rồi không? Làm sao, ông còn muốn mặc cả với tôi? Không, tôi nào dám. Trình Hải lập tức đi tới quầy lấy tiền đưa cho chị Hoa, không dám nhiều lời nói nhảm cùng chị ta, một màn này bị Giang Sách nhìn vào trong mắt. Giang Sách không nói gì, chẳng qua chỉ nhàn nhạt uống rượu, ăn rau trộn. Chị Hoa cất tiền đi, sau đó mở sổ sách ra nhìn nhìn, lại nói còn một điều nữa muốn nói với ông. Cuộc sống mấy ngày nay không bình yên lắm, việc quản lý của chúng tôi cũng rất phiền phức. Giá nhân công tăng cao, nên chúng tôi phải tính thêm một ít phí quản lý chi phí quản lý được chia thành hai phần. Phần thứ nhất là chi phí cố định hàng tháng là 3.200 tệ, phần thứ hai là hàng tháng mỗi cửa hàng sẽ trích ra 20% doanh thu của tiệm mình đem nộp lên. Ông biết đấy, cửa hàng càng lớn thì việc quản lý càng rắc rối và những nơi cần phải để ý chăm sóc càng nhiều hơn, vì vậy việc tính thêm tiền là việc chúng tôi buộc phải làm. Đây cũng là một loại đốc thúc phía sau đối với ông. Một khi ông cho đi càng nhiều thì chứng tỏ ông buôn bán kiếm được càng nhiều. Trình Hải sắc mặt tái nhợt. Đang nói đùa gì vậy? Hàng tháng tiền thuê nhà đã mất 6.000 tệ, lại thêm 3.200 tệ tiền chi phí, rồi lại phải trích ra 20% doanh thu. Vậy cái tiệm cơm nhỏ bé này của ông hàng tháng còn kiếm được bao nhiêu đây? Chị Hoa, cửa hàng của tôi mới mở, kinh doanh không tốt lắm, chị thu như vậy là quá cao rồi, chị xem có thể giảm xuống một chút được không? Chị Hoa lạnh lùng nhìn ông, lão trình, ông đừng mặt dày vô liêm sỉ như vậy ông có biết khi mở cửa hàng ở đây chúng tôi phải giúp ông gánh bao nhiêu chi phí quản lý không? Chúng tôi nuôi bao nhiêu người như vậy cũng không cần phải ăn uống gì à? Tôi biết tôi biết, chỉ là thật sự quá nhiều. Ông còn dám ép tôi sao? Còn muốn mở tiệm nữa không? Có, có. Muốn mở thì ông nên thành thật một chút cho tôi. Hôm nay tôi trước tiên sẽ thu trước 3.200 tệ tiền chi phí. Còn về 20% doanh thu, đúng hẹn vào tháng sau tôi sẽ đến thu. Chương 43, cậu dám đánh tôi. Trình Hải cúi đầu, tức giận đến mức toàn thân phát run nhưng không dám nói thêm một lời vô nghĩa cùng chị ta. "Còn không đi nhanh lên." Trình Hải thở dài, quay đầu đi về phía quầy. Mới đi được nửa đường, Giang Sách đã vươn tay kéo ông ngồi xuống bên cạnh, "Chú Trình, chúng ta đang uống rượu rất tốt, sao chú lại đột ngột rời đi? Nào tôi uống thêm một ly với chú." Trình Hải vẻ mặt buồn bực, "Không được, tôi còn có chuyện khác." Không được, chú nhất định phải uống cùng tôi." Giang Sách kéo Trình Hải không cho đi, đương nhiên Trình Hải có thể nhìn ra được anh muốn làm gì, nhỏ giọng nói, "Đại thiếu gia, chuyện này cậu cũng đừng xen vào làm gì." Người phụ nữ này không dễ trêu chọc, "Tôi nhìn một chút là được rồi, cậu đừng tự tìm rắc rối cho mình nữa." Giang Sách cười lạnh, "Có một số việc tôi nhìn không thấy chỉ đành phải bỏ qua. Nhưng một khi tôi đã bắt gặp, vậy thì tôi nhất định phải quản." "Chú Trình Nghe lời tôi, ngồi xuống ăn uống đi. Hôm nay chỉ ta một xu cũng đừng hòng mang được ra khỏi nơi này." Vẻ mặt Trình Hải đau khổ, ông làm sao không hiểu rõ tính tình của chị Hoa chứ? Làm gì có thời gian mà rảnh rỗi chờ ông ăn uống." Nhưng ông cũng nhìn ra Giang Sách rõ ràng đang tức giận. "Đại thiếu gia, đừng làm loạn, cậu chưa biết thân phận của chị Hoa, chúng ta không thể nào đắc tội với chị ta." Giang Sách lạnh lùng hỏi, "Chị ta là chủ thuê nhà sao?" Trình Hải lắc đầu. Giang sách lại hỏi, vậy chị ta là nhân viên hành chính sao? Trình Hải tiếp tục lắc đầu. Giang sách cười, vậy tại sao chúng phải đưa tiền cho chị ta? Trình Hải thở dài, cậu không biết thôi, nơi này đều do chị ta quản lý, nếu ai không trả tiền thì cửa hàng sẽ lập tức bị phá hủy. Cảnh sát cũng vô cùng, hôm nay cảnh sát đuổi người ta đi, hai ngày sau sẽ càng có nhiều người tới phá đám hơn. Chỉ có thể dùng tiền để mua sự yên bình bên kia chị hoa thấy trình hải chẳng những không đi lấy tiền mà còn ngồi xuống dường như đang tiếp tục dùng bữa thì lập tức bừng bừng lửa giận lão trình bảo ông đi lấy tiền sao ông còn ngồi đó trình hải vừa định đứng dậy thì đã bị giang sách ấn xuống ở nơi này có ai mà không nể mặt chị hoa ba phần đây là lần đầu tiên chị ta bị đối xử như vậy chị ta đập cuốn sổ lên bàn đi tới với vẻ mặt hung tợn không thèm hỏi han gì chị ta lập tức đưa tay lên đánh hay cho lão già họm hẹm ông đây, dám không nhìn tôi. Thử xem bà đây có đánh chết ông không. Tay vừa đưa lên không chung thì giang sách lập tức hất thẳng ly rượu trong tay vào mặt chị ta. Thấy cảnh này, trái tim Trình Hải đã nát thành từng mảnh. Ông liên tục nói, tiêu rồi, tiêu rồi, vậy coi như xong đời rồi. Chị Hoa cảm thấy hoang mang. Cậu, cậu dám hất rượu vào mặt tôi. Nói chưa dứt, giang sách lại tát chị ta một cái bốp chị Hoa ôm gò má ửng đỏ, liên tục lùi lại mấy bước. Cậu dám đánh tôi? Giang sách lạnh lùng nói, loại người bại hoại như chị đương nhiên phải đánh. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Thằng nhóc này, cậu có biết bà đây là ai không? Cậu có biết địa bàn này là của ai không? Dám đánh tôi, cậu nhất định phải chết. Hôm nay cậu đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Giang sách cười hỏi, tôi thật sự muốn biết, một người đàn bà xấu xí như chị đào đầu ra lá gan thu tiền bảo kê a à, chị Hoa cười ha hả, nói ra thì cậu đừng xón ra quần. Tôi là người phụ nữ của Long Chọc Đầu. Long Chọc Đầu, một cái tên hết sức quen thuộc. Giang sách nhớ nhân vật này chính là người tùy tiện đòi tiền tô nhàn, cuối cùng bị anh dạy dỗ. chương bốn người bốn người dẫn đầu chính là Long Chọc Đầu. Không ngờ chị Hoa lại là người phụ nữ của Long Chọc Đầu. Nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của Giang sách, chị Hoa tưởng lầm anh đang sợ hãi. Thế nào, Sợ rồi sao, muộn rồi. Nơi này là địa bàn của Long chọc đầu, có ai dám không nghe lời anh ta. Còn tôi là chị Hoa, chính là người phụ nữ mà Long chọc đầu yêu thương nhất. Cậu dám đánh tôi, còn muốn sống sót rời khỏi đây sao? Giang sách lúng túng lắc đầu, thật sao? Chị thật sự là người phụ nữ của Long chọc đầu sao? Tôi chẳng tin nổi điều này. Cậu chờ đó cho tôi, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho Long chọc đầu. Chị Hoa lấy điện thoại ra gọi, chưa mất mấy giây đã kết nối được. Chị ta gào thét mình bị ăn hiếp, muốn Long chọc đầu đến đây lấy lại công bằng cho chị ta, còn phải phá hủy cửa hàng này đi. Cúp máy xong chị Hoa hung tợn nói, cậu chờ đi. Chưa đến 3 phút sau, người đàn ông của tôi sẽ tới giết cậu. Nhưng Giang Sách lại tiếp tục uống rượu dùng bữa, không hề có vẻ sợ hãi. Trình Hải đã sốt ruột muốn chết. Ông ở thành phố Giang Nam bao nhiêu năm, thân phận của Long chọc đầu thế nào đương nhiên ông hiểu rõ hơn ai hết. Hôm nay, cửa hàng này nhất định sẽ bị san bằng, có thể sống sót rời khỏi đây không là một vấn đề. Đại thiếu gia, cậu thật sự gặp rắc rối rồi. Sao cậu có thể nuốt trôi được vậy? Cậu mau chạy đi, nhà họ Giang chỉ còn duy nhất một mình cậu, không thể tuyệt hậu ở đây. Giang Sách mỉm cười. Quả nhiên, chưa tới 3 phút sau, một đám người chọc đầu nối đuôi nhau kéo tới. Họ đều mặc áo sát nách, tay cầm côn sắt, ai ai cũng có bộ dạng hung thần ác sát người dẫn đầu chính là Long Chọc Đầu. Hôm qua hắn ta bị người khác dạy dỗ một trận, trong lòng đang tức giận không có chỗ chút. Là ai không có mắt như vậy, lựa đúng lúc này để đắc tội với người phụ nữ của hắn. Ha ha, lúc này, hắn muốn đánh chết thằng khốn có mắt không chồng kia. Đi vào cửa tiệm, chị Hoa lập tức nhào tới, không ngừng có cọ nơi mềm mại nhất vào người Long Chọc Đầu, anh chọc đầu, anh phải lấy lại công bằng cho tôi. Chị Hoa tôi đây chưa từng bị sỉ nhục đến vậy anh nhìn xem, cậu ta còn hất rượu vào mặt tôi. Hu hu hu. Long chọc đầu tức giận, tên nào cây cây, cây 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 lên não hay sao mà không có mắt như vậy. Ngay cả người phụ nữ của Long chọc đầu này mà cũng dám ăn hiếp. Chị Hoa chỉ vào cửa hàng, chính là lão trình còn có tên thanh niên kia. Long chọc đầu vung tay lên, san bằng cửa tiệm cho tôi, trói hai người kia lại rồi đem ra đây. Ra, một đám thuộc hạ quơ gậy sắt đi về phía cửa hàng trái tim của Trình Hải như muốn rớt ra ngoài, bị dọa tới mức tay chân lạnh ngắt. Thế nhưng, Giang Sách lại không chút hoang mang đứng dậy, vỗ vỗ vai Trình. Hải, chú Trình, tiếp tục dùng bữa đi, mọi chuyện đã có tôi lo. Anh chỉnh lại quần áo rồi bước ra cửa chính. Đúng lúc đám đàn em hùng hùng hổ hổ bước vào cửa tiệm, đang chuẩn bị đập phá thì phát hiện ra giang sách. Ai ai cũng lập tức bị hù thành mây khói, chút khí thế kia trong chớp mắt đã chẳng còn sót lại tí nào thậm chí có vài tên có tố chất tâm lý không ổn lập tức bị dọa tới mức ngồi bệt xuống đất hôm qua bọn hắn đã thật sự chứng kiến người đàn ông trước mắt khủng bố tới mức nào dạy dỗ anh sao ha ha không bị anh giết đã là không tệ rồi long chọc đầu thấy mọi người dừng bước thì quát lớn chúng mày chơi trò gì vậy một tên đàn em quay đầu sang nói lão lão đại chuyện này sợ rằng rằng không làm được rồi hả mày đánh rắm cái gì vậy có chuyện long chọc đầu tao không giải quyết được sao? Lão đại, có thể anh thật sự không giải quyết được. Cút mẹ mày đi. Long đầu chọc chửi tục, đẩy đàn em mình ra rồi tự mình bước lên phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt giang sách. chương 45, ai, lời của ông nội thì tôi làm theo. Hết lần này tới lần khác, hôm nay hắn lại đụng phải anh. Giang sách nhẹ nhàng hỏi, anh muốn phá hủy cửa hàng của tôi còn muốn trói tôi lại long chọc đầu tranh thủ cười dạng dỡ gì cơ có chuyện này sao tôi không hề biết gì cả ông nội ngài cũng đừng chọc tôi chứ giang sách nhẹ nhàng hỏi anh muốn phá hủy cửa hàng của tôi còn muốn trói tôi lại long chọc đầu tranh thủ cười dạng dỡ gì cơ có chuyện này sao tôi không hề biết gì cả ông nội ngài cũng đừng chọc tôi chứ giang sách quét mắt nhìn một cái hỏi vậy anh dẫn nhiều người tới như vậy là để Long chọc đầu cười ha hả nói, bộ dáng tôi thế này không phải là tới xem cửa hàng mới vừa khai trương của ngài, công việc làm ăn còn không quá tốt hay sao, cho nên nghĩ tới việc tỏ chút lòng hiếu thảo với ông nội là ngài đây, dẫn các anh em tới tiêu pha chút đỉnh, để công việc làm ăn ở cửa hàng của ông nội trở nên rực rỡ. Cái miệng này của hắn thế mà lại khá là biết ăn nói phết. Tuy rằng biết rõ Long chọc đầu đang tán hưu tán vượn những lời người ta nói cũng nói đến mức thế này rồi, cho dù là ai cũng không có cách nào tiếp tục nổi giận được. Vẻ mặt chị Hoa hiện lên đầy vẻ hoang mang, chị ta gọi nhiều người tới như vậy, kết quả là một đám cứ giống như rùa đen rụt đầu, thở mạnh cũng không dám thở. Chị Hoa còn đang nghĩ sẽ xả được một trận oán giận, hiện tại lại càng tức giận hơn. Chị ta thở phì phì bước tới, đưa tay nhéo lỗ tai của Long chọc đầu. Anh hay lắm Long chọc đầu, bà đây kêu anh tới để chút giận thay tôi, anh lại chạy tới nhận ông nội cô còn có thể chơi chẽn hơn được nữa không vậy? Thằng nhãi thế này cũng dọa anh bò sấp rồi à? Sao mà anh nhát như thế hả? Sớm biết thế tôi đã không theo anh rồi, tôi theo Tây Thành Biêu Tử cũng khỏe hơn so với theo anh đấy, cái đổ bất lực nhà anh. Long chọc đầu nổi giận đùng đùng, một bụng lửa giận tất cả đều xả ra hết lên người chị Hoa. Hắn vung cánh tay thành hình tròn rồi mạnh mẽ vỗ thẳng xuống mặt chị ta, trước mặt ông đây cô kêu cái gì mà kêu. Cô cho là ông đây hiếm là cô lắm đấy à còn dám bất kính với ông nội của tôi, lại đây, quỳ xuống nhận lỗi với ông nội. Long chọc đầu tóm lấy chị Hoa, kéo chị ta ấn xuống mặt đất dập đầu với giang sách, chị Hoa ngây ngẩn hết cả người, trước nay đều chỉ có chị ta ức hiếp Long chọc đầu, nào có chuyện Long chọc đầu dám phản kháng lại. Hôm nay xem như để chị ta mở mang tầm mắt về sự lợi hại của Long chọc đầu rồi. Giang sách lắc đầu, đừng đập nữa, để chị ta đi đi, nhìn thấy lại phiền lòng. Ai, lời của ông nội thì tôi làm theo. Long chọc đầu duỗi một chân về phía chị Hoa, đá cho chị ta ra tới đường cái, biến, từ giờ đừng để cho ông đây nhìn thấy cô nữa. Được, được lắm, Long chọc đầu anh đủ tuyệt tình đấy, chuyện này bà đây sẽ không để yên cho anh đâu. Chị Hoa bò dậy từ trên mặt đất, xám xỉ xám xịt mà chạy đi. Giang sách về lại trong tiệm, tiếp tục ngồi xuống uống rượu, Trình Hải xem một màn này đến trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu cũng chưa phản ứng kịp long chọc đầu kia thế mà lại cung kính lễ phép với giang sách, còn mở miệng câu nào là gọi ông nội câu đó nữa. Người phụ nữ mạnh mẽ như chị Hoa, kết quả là bị đánh đến lăn lộn đầy đất. Trình Hải vốn cho rằng bản thân chết chắc rồi, cửa hàng cũng chắc chắn giữ không nổi. Ông lại nhìn về phía giang sách một lần nữa, cảm khái một chút, đại thiếu gia, là ông già tôi đây coi thường cậu rồi, xem ra mấy năm nay cậu ở bên ngoài cũng không có không phân biệt được đen trắng, rèn luyện ra được năng lực phi phàm đấy chứ. Giang sách mỉm cười, không nói thêm gì. Đám người long chọc đầu rất xấu hổ, đứng ở cửa vừa không dám bước vào lại không dám rời đi. chương 46, vậy tôi đây cảm ơn trước nhé. Giang sách vẫy vẫy tay về phía hắn, lại đây. Vâng, long chọc đầu chạy chậm vào tới trước mặt giang sách, giang sách vỗ vỗ ghế ý bảo hắn ngồi xuống. Sau đó giang sách nhìn như là tùy ý mà nói, long chọc đầu, anh vừa thua tiền vừa cho vay tiền thế này kiếm được không ít nhỉ. Long chọc đầu nặn ra một nụ cười, "Ông nội à, ngài cứ nói đùa, tôi cũng chỉ làm chút buôn bán nhỏ, kiếm không được mấy đồng tiền." Giang Sách nói, "Thành thật nói cho tôi biết, mỗi tháng anh thu tiền, cho vay tiền có thể kiếm lời được bao nhiêu?" Long chọc đầu do dự một chút nhưng bị Giang Sách nhìn một cái sợ tới mức lập tức phun ra tình hình thực tế, "Mỗi tháng thu tiền có thể kiếm được hơn 40 vạn, tôi dùng số tiền này mang đi cho vay, may mắn thì một tháng có thể kiếm được nhiều hơn 100 vạn." không may mắn thì một đồng cũng không thu lại được. Giang sách gật gật đầu, nói như vậy, nếu anh cực kỳ may mắn, mỗi tháng có thể kiếm được đến 150 vạn. Long chọc đầu chua chát nói, thật ra cũng không nhiều, ngài cũng thấy được thuộc hạ của tôi có mười mấy anh em phải nuôi sống, hơn nữa bên người tôi còn có mấy người phụ nữ rất biết cách tiêu tiền, mỗi tháng tôi đều không đủ dùng mà. Lời này thế mà lại là sự thật. Ngoài chị Hoa ra Long chọc đầu còn có những người phụ nữ khác, mỗi một người đều tiêu tiền như nước chảy. Long chọc đầu kiếm được bao nhiêu cũng chỉ có thể đủ cho đám đàn bà này tiêu hoang phung phí. Giang sách nói, ừ, vậy thì từ hôm nay trở đi mấy công việc đấy anh cũng đừng làm nữa. Cấm anh thu tiền nữa, càng không được ra ngoài cho vay tiền, biết chưa? Long chọc đầu muốn khóc, ông nội à, ông nội tốt của tôi, ngài thế này là cắt đứt đường tiền tài của tôi sao? Tôi không làm cái này thì tôi còn có thể làm gì chứ? việc này cậu cũng không cho tôi làm là muốn cho tôi đói chết sao. Giang sách nhìn hắn một cái, yên tâm, không bỏ anh chết đói đâu. Từ hôm nay trở đi, anh dẫn theo người của anh đi theo tôi, tôi bảo đảm số tiền mà mỗi tháng anh kiếm được sẽ gấp 10 lần so với hiện tại cũng không chừng. Gấp 10 lần, vậy chẳng phải là 1.500 vạn sao. Long chọc đầu nuốt nước miếng, cái đó, ông nội à, trước tiên phải nói cho rõ nhé, Tuy rằng mấy thứ trước đây tôi làm cũng không phải chuyện tốt gì nhưng những việc như giết người phóng hỏa tôi không làm đâu đấy. Giang sách cười, tôi giống loại người đấy sao? Không giống, tuyệt đối không giống, ông nội à, vừa thấy ngài đã biết chính là quan to hiển hách, cao sang quyền quý. Kỹ năng vốt mông ngựa này của anh vậy mà lợi hại thật đấy. Giang sách lấy ra một tờ giấy, để lại cách thức liên lạc của anh sau đó có thể đi được rồi, tôi sẽ liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Ai, được rồi. Long chọc đầu lập tức ghi lại số di động của mình và mấy tài khoản mạng xã hội khác, cười tùm tìm hỏi, ông nội, thật sự có thể mỗi tháng thu vào gấp 10 lần sao? Yên tâm, không thể thiếu của anh được đâu. Vậy tôi đây cảm ơn trước nhé. Long chọc đầu cười đi ra khỏi cửa hàng, dẫn người rời đi. Trình Hải nghi hoặc hỏi, đại thiếu gia, tại sao cậu lại muốn thu nhận nhóm người này vậy? Bọn họ cũng không phải loại người gì tốt, giữ lại bên người liệu có thể có nguy hiểm không? Giang Sách thản nhiên nói, chỉ cần có thể trấn áp được sức mạnh của bản họ cộng với đủ cám dỗ lợi nhuận, dưới áp lực nhân đôi của sợ hãi và cám dỗ, nhóm người này sẽ mãi mãi chỉ biết khuất phục với chú thôi. Nhưng bọn họ thật sự là Giang Sách cười nói, tôi thu nhận bọn họ rồi, sau này bọn họ sẽ không đi thu tiền cho vay tiền tiếp nữa, đối với chú trình, đối với xã hội còn không phải là một công lao to lớn sao? Chương 47, đúng là một thằng đều. Ai, đại thiếu gia nếu cậu đã nói như vậy ông già tôi đây cũng không còn lời nào để nói nhưng mà tôi vẫn có chút chuyện không nghĩ ra được, làm sao mà cậu để cho bọn họ mỗi tháng thu vào gấp 10 lần được. Giang sách uống vào ngụm rượu, tôi cần phải lợi dụng bọn họ để giúp tôi bàn bạc lấy lại khoa học công nghệ tầm mộng, chỉ cần có thể lấy lại được, dùng tầm mộng nuôi sống bọn họ là được rồi. Mỗi tháng 1.500 vạn, không nhiều lắm. Trình Hải nhíu mày, đại thiếu gia, xem ra cậu đang chơi một ván cờ lớn nhỉ chỉ là ông già này phải nhắc nhở cậu, bây giờ định giá thị trường của khoa học công nghệ tầm mộng ở mức trên dưới 3 tỷ, cậu muốn thu mua lại chắc chắn không dễ dàng. Giang sách lại rót đầy một ly rượu mới, nếu mọi chuyện quá dễ dàng, ngược lại sẽ rất nhàm chán, tôi vẫn rất thích khiêu chiến những việc khó. Khan, Giang sách đang uống rượu cùng Trình Hải thì điện thoại đột nhiên reo lên, là vợ anh Đinh Mộng Nhiên gọi đến. Vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của Đinh Mộng Nhiên từ đầu dây bên kia, Giang sách, hiện giờ anh có rảnh không? Có thể đến đón em không? Được, em ở đâu? Anh lập tức qua luôn. Số 339 đường Minh Không, Viện Khoa học Kỹ thuật Minh Nguyên. Tắt máy xong, Giang sách uống cạn rượu trong ly rồi đứng dậy nói, tôi có chút việc riêng cần giải quyết, chú Trình, hôm khác lại uống tiếp. Ừ, cậu đi trước đi. Giang sách vội vã rời khỏi quán ăn rồi gọi một chiếc xe taxi đến thẳng viện khoa học kỹ thuật Minh Nguyên. Từ trong cuộc điện thoại đó có thể nghe được giọng nói có chút căng thẳng và lo sợ của Đinh Mộng Nhiên, giống như là đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Điều này khiến Giang Sách rất lo lắng. Trên thế giới này người có thể khiến Giang Sách quan tâm đến không nhiều. Anh đã từng mất đi em trai Giang Mạch rồi, tuyệt đối không thể để vợ anh Đinh Mộng Nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tài xế, lái nhanh chút. Nếu anh vượt đèn đỏ thì tôi sẽ trả tiền gấp 10 lần. Nhanh không đến 15 phút sau Giang Sách đã tới Viện Khoa học Kỹ thuật Minh Nguyên, vừa xuống xe liền chạy ngay vào. Không lâu sau anh thấy Đinh Mộng Nhiên đang đi bộ bên ven đường. Hôm nay Đinh Mộng Nhiên mặc một chiếc váy bỏ ôm sát không, bên trên đeo thắt lưng màu trắng. Trên người cô toát ra một sự kết hợp hoàn hảo của vẻ thanh xuân pha lẫn với chút gợi cảm. Giang sách tình ý nhận ra có một chiếc BMW màu trắng đang đi bên cạnh Đinh Mộng Nhiên, cửa kính mở ra, một người đàn ông ngó đầu ra nói gì đó với Đinh Mộng Nghiên. Có vẻ như sự lo lắng và sợ hãi của Đinh Mộng Nghiên 80% có liên quan đến người đàn ông này. Giang Sách chạy đến phía trước, khi Đinh Mộng Nghiên nhìn thấy anh, cô lập tức đi tới phía trước nắm lấy tay anh, sau đó quay về phía người đàn ông ngồi BMW nói, "Chồng tôi tới đây để đón tôi, không cần anh đưa về." Người đàn ông nọ trừng mắt nhìn Giang Sách một cách hằn học, có vẻ rất khó chịu. Anh ta nhìn xung quanh, nói chuyện một cách kỳ quái, chồng em đến đón sao lại không đi xe. Lẽ nào lại để em ngồi xe bắt sao? Đàn ông như vậy thật giống đồ bỏ đi đúng không? Giang sách lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi BMW, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Xem kìa, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn một lần nữa móc mắt ra bây giờ. Người đàn ông đi xe BMW ngạo nghễ nói, một cô gái tốt như mộng nhiên lại phải gả cho một thằng nghèo hèn như mày, thật đáng tiếc. Người đàn ông chợt dừng rồi lại nói tiếp, vậy thì mộng nhiên à, tối nay anh đặt một phòng riêng ở nhà hàng Vãn Tinh, nhất định em phải có mặt. Anh còn hẹn thêm cả người ở bộ phận khác ở công ty, tới lúc đó chúng ta cùng nhau thương thảo về chuyện liên quan đến hợp tác đầu tư. Quyết như vậy nhé. Đinh mộng nhiên có vẻ không vui. Cô từ chối, nếu muốn nói chuyện hợp tác thì ngày mai tôi sẽ đến quý công ty đàm phán, bữa cơm tối thì chắc thôi. Nói xong cô nhanh chóng kéo giang sách rời đi. Người đàn ông ngồi BMW giận dữ đạp ga, để lại một đám bụi bay lên khiến giang sách và đinh mộng Nhiên họ sặc sụa. chương 48 kết nối đường dây. Đinh mộng nghiên khổ sở nói, anh ta tên là Thường Xuân Tại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Xí nghiệp Phương Đạt. Vài ngày trước không phải anh đã giúp nhà họ đinh em lấy được một hạng. Mục lớn sao, Hội đồng Quản trị nhà họ đinh sau khi thương thảo xong liền phát hiện hạng mục này quá lớn, vẹn vẹn chỉ dựa vào một mình nhà chúng em hoàn toàn không thể gom đủ được vốn đầu tư cần phải hợp tác với một công ty khác nữa thường tại xuân là cháu một người bạn cũ của ông nội người bạn này trước nay đã có rất nhiều dự án làm ăn với nhà họ đinh quy mô của xí nghiệp phương đạt không nhỏ nên ông nội muốn hợp tác với nhà họ đầu tiên với tư cách là đối tác hạng mục nên ông nội tất nhiên để em tiến hành đàm phán kết quả anh cũng thấy rồi đó thường tại xuân này là một tên bị ổi những chuyện liên quan đến đầu tư hợp tác thì cứ giấu nhẹm đi, suốt ngày liếc ngang liếc dọc trên người khiến em vô cùng khó chịu. Giang sách gật đầu, anh cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ câu chuyện. Anh nói, theo anh thấy, vẫn nên để ông nội đổi một người khác tới thương lượng với thường tại Xuân. Đinh Mộng Nhiên gật đầu, ừm, um, em cũng nghĩ như vậy. Còn chưa nói xong, điện thoại trong tay Đinh Mộng Nhiên chợt đổ chuông, là ông nội cô, Đinh Trọng gọi đến. Kết nối đường dây. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói không hài lòng, Mộng Nghiên, chuyện gì đã xảy ra? Thường Tại Xuân vừa gọi điện tới nói thành ý của cô không đủ, không định hợp tác đầu tư nữa. Một, Ninh Mộng Nghiên tỏ ra khá bất mãn, đây không phải là ăn cướp rồi la làng sao? Không phải như vậy đâu ông, Thường Tại Xuân là một tên bị ổi. Anh ta hoàn toàn không nói quá nhiều về chuyện hợp tác mà vẫn luôn hỏi cháu có rảnh không, có bạn trai chưa? thậm chí còn hạn cháu buổi tối tới nhà hàng đàm phán chuyện hợp tác đinh trọng nói đây không phải chuyện bình thường sao cô ấy à từ nhỏ đã được nuông chiều nên mới không để cái gì vào mắt các dự án bây giờ không phải đều được đàm phán trên bàn rượu đó sao được mấy cái đàm phán trong phòng hội nghị đâu người ta bằng lòng hẹn cô ra bằng lòng chủ động dắt cả nhân viên theo không phải là có ý hợp tác rồi đó sao cô thì hay rồi lại từ chối người ta cô đàm phán về hạng mục như này à đinh mộng nhiên bị nói đến mức cảm thấy sống mũi cay cay rõ ràng cô là người phải chịu oan ức sao trong lời của đinh trọng lại biến thành một người ác độc rồi đinh trọng tiếp tục nói đây là cuộc đàm phán đầu tiên của cô với tư cách người phụ trách hạng mục cô cũng không muốn lạnh lẽo như vậy đúng không nếu đổi thành chị cả của cô chắc chắc hôm nay sẽ đàm phán được mộng nhiên không phải ông đã nói cô phải nằm gai nếm mật mà học theo chị cả chứ nếu như không phải cục xây dựng đô thị vẫn luôn kiên trì thì tôi sẽ để cô làm người phụ trách hạng mục sao cô nên biết nắm bắt lấy cơ hội tốt này đừng có suốt ngày tự coi mình là công chúa nữa biết chưa tôi đã đồng ý với thường tại xuân rồi tối nay cô bắt buộc phải có mặt bắt buộc phải giữ lấy hạng mục lần này nếu không thì những hạng mục sau cô đứng xem là được rồi cũng không cần phải tham dự vào vì năng lực của cô vẫn chưa đủ đinh trọng vừa nói xong liền cúp máy để lại một mình đinh mộng nhiên tổn thương đây là ông nội ruột thịt của cô sao? Từng câu từng câu như châm chích vào tim, Đinh Mộng Nhiên bị nói đến mức tâm tình rất tệ, sợ ý không kìm được mà bật khóc. Lúc này Giang Sách cởi áo khoác ngoài choàng lên người Đinh Mộng Nhiên, anh nắm lấy ta cô cười nói, không cần đau lòng như vậy, cũng không phải chuyện gì to tát. Nếu như em sợ thì tối nay anh sẽ đi cùng em. Hả, anh đi cùng em, Đinh Mộng Nhiên có chút ngạc nhiên. mươi 49 chính là Giang Sách. Không được sao, ông em chỉ bảo em đến đó, không nói để em đi một mình tới đó. Cho nên mang theo anh không tính là chống lại ông được. Đinh Mộng Nghiên nhìn Giang Sách đầy cảm kích, trong lòng ấm áp hơn nhiều. Nếu như có chồng ở bên cạnh tất nhiên vẫn an toàn hơn. Cô gật đầu, ừ, vậy tối nay chúng ta cùng đi. 8 giờ tối, phòng 6 nhà hàng Vãn Tinh. Thường tại Xuân gọi lên một bàn đồ ăn, khoảng một nhóm 7-8 đồng nghiệp các bộ phận ngồi xung quanh đều có chung một đặc điểm, đàn ông bụng phệ anh ta gọi phục vụ mang đến một két rượu trắng, năm két bia và một chai rượu vang lớn đều đã được chuẩn bị từ lâu. Thường tại Xuân cười ha ha nói, hôm nay vẫn là lễ cũ, đến khi cô gái đó đến hãy chút say cho tôi, uống say rồi thì đưa lên xe đi thẳng tới khách. Sạn, một nhóc bốn mắt vừa cười vừa nói đầy nham hiểm, anh Xuân, em đã đặt phòng cho anh ở khách sạn rồi, lúc đó trực tiếp vào luôn. Ngoài ra, em còn chuẩn bị cho anh một số đồ dùng đặc biệt, đảm bảo tối nay anh có thể chơi đùa đa dạng thường tại xuân cười ha hả vẫn là tên nhóc nhà cậu hiểu tôi nhóc bốn mắt nói có điều anh xuân à lần này em có thể ra chút yêu cầu không nói cô gái lần này có phải đinh mộng nghiên tam tiểu thư nhà họ đinh được mệnh danh là mỹ nữ số một thành phố không dáng vẻ quả thật nghiêng nước nghiêng thành trông thật đẹp anh em chúng em chưa từng được chơi thử món hàng chất lượng đến vậy anh xuân tối nay anh chơi xong rồi có thể để anh em chúng em nếm qua được không thường tại xuân vui vẻ cậu nhóc nhà người nghĩ hay lắm được tôi đồng ý tuổi này từng người một đều có thể thưởng thức vẻ đẹp của đệ nhất mỹ nữ giang nam ây ra cảm ơn anh xuân nhiều anh xuân thật tốt quá bọn họ không ngừng nịnh bợ thường tại xuân trong ánh mắt mỗi tên đều ánh lên vẻ tả ác đặc biệt là thường tại xuân anh ta vẫn luôn nghĩ đến dung mạo yêu kiều và vóc dáng trẻ trung gợi cảm của Đinh Mộng Nghiên, nhịn không được mà nuốt nước bọt, hận không thể lập tức ôm mỹ nhân vào lòng. Có tên lo lắng nói, có điều anh Xuân à, nghe nói Đinh Mộng Nghiên này không dễ động vào. Hơn nữa nhà họ Đinh không phải có quan hệ rất tốt với nhà họ thường các anh sao. Hình như còn có rất nhiều hợp tác làm ăn, ngộ nhỡ xảy ra náo loạn lớn, e rằng sẽ bất lợi. Sợ cái rắm Thường tại Xuân lãnh đạm nói, nhà họ Đinh quanh năm làm ăn ế ẩm, sao có thể so sánh với nhà họ Thường chúng tôi. Hơn nữa, người phụ nữ này ấy à, kỳ thực bên trong đã rất đáng xấu hổ rồi. Đừng thấy cô ta ngày thường và cao cao tại thượng, không biết khi riêng tư có bao nhiêu yêu cầu đâu. Tối nay tôi sẽ chơi cô ta, sau này nói không chừng cô ta lại sẽ cầu xin tôi chơi tiếp. Các anh quên cô gái lần trước rồi sao? Cũng phải thôi, lúc bắt đầu luôn miệng nói đừng mà đừng mà sau khi bị tôi chơi xong hiện giờ ngày nào cũng năn nỉ cầu xin tôi chơi tiếp vô cùng rẻ mạt chung quanh nhìn nhau ai nấy đều lộ ra nụ cười đầy nham hiểm bọn họ dường như đã tưởng tượng ra sự ham muốn đầy bất mãn của đinh mộng nghiên thậm chí có tên còn kích động đến mức hạ bộ nóng rực lên không ngừng uống nước đè nén kích động trong lòng không lâu sau phục vụ đẩy cửa vào nói trong này mời mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa bọn họ biết mục tiêu của tối nay đã đến rồi. Quả nhiên, Đinh Mộng Nhiên đã bước vào trong. Ngay lúc mọi người còn đang mừng thầm không ngớt, đột nhiên có một người đàn ông bước vào cùng với Đinh Mộng Nhiên. Chính là Giang Sách. Nhóc bốn mắt thì thầm, anh Xuân, chuyện gì vậy? Thường tại Xuân lạnh tanh nói, mẹ nó, còn dám mang theo đàn ông tới, cho rằng có thể giữ chân ông đây sao? Nghĩ quá nhiều rồi. Anh ta nói nhỏ bên tai nhóc bốn mắt, không cần quản, Tiến hành theo kế hoạch ban đầu, cho tên đàn ông kia uống say cùng luôn. Tôi phải chơi Đinh Mộng Nhiên trước mặt hắn ta, như vậy không phải càng sướng hơn sao. Nhóc bốn mắt cười đến tận mang tai, cậu ta từ trước đến nay chưa hề được hưởng thụ loại kích thích này. chương 50, đừng uống nữa. Mọi người đứng dậy chào đón Đinh Mộng Nhiên. Thường tại Xuân chỉ vào một chiếc ghế trống và nói, Mộng Nhiên, đây là ghế được chuẩn bị sẵn cho em, mời ngồi. Đinh Mộng Nhiên ngồi qua đó giang sách cũng kè kè ngồi ngay cạnh cô thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người đinh mộng nhiên giải thích đây là giang sách chồng của tôi ồ hóa ra là chồng của cô định quả nhiên là trai tài gái sắc trời sinh một cặp nào 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 tôi kính hai người một ly để biểu thị sự tôn trọng với vợ chồng anh vừa đến đã kính rượu rồi xem ra mục đích quá rõ ràng ngay cả với một người đơn thuần như đinh mộng nhiên cũng có thể nhìn ra được người ở đây đều không có ý gì tốt đang muốn khuyên giang sách không nên can thiệp vào ai biết được giang sách tự mình rót một ly rượu đứng dậy cạn ly với đối phương nói một cách vô cùng khách khí cảm ơn lời chúc phúc nào cạn ly cạn ly hai người mặt đối mặt một hơi uống cạn mọi người tại đó hình như đều xem giang sách như một kẻ ngốc mới tới đã uống hăng đến vậy về sau chắc chắc sẽ bị chuốc đến bất tỉnh một mình anh làm sao có thể uống được với bảy tám người cơ chứ càng chưa nói đến Thường Tại Xuân vẫn có một biệt danh ngàn ly không say. Thường Tại Xuân mừng thầm trong lòng, xem ra, tên giang sách này quả là đồ ngốc. Cứ chờ đó, tối nay tôi sẽ đưa vợ cậu đi. Nghĩ tới đây anh ta bất giác nhìn trộm cặp đùi trắng nõn của Đinh Mộng Nghiên, càng nhìn càng kích thích, càng muốn về ngay lấy nó. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, chấn tĩnh lại bản thân. Đương lúc chuẩn bị để người khác tiếp tục kính rượu thì ai ngờ giang sách lại chủ động đứng lên. Giang sách rót một ly rượu và nói với người đàn ông vừa kính rượu khi nãy, này anh kính tôi một ly, giờ tôi kính lại anh một ly, nào. Mọi người đều sướng sờ, tên này không phải là một thằng thiểu năng đó chứ. Lại còn chủ động nhảy xuống hố nữa. Trong lòng Đinh Mộng Nhiên lại càng như phát hỏa, ngay cả cô cũng nhìn ra mấy người này không có ý tốt đẹp gì, nói trắng ra không phải là muốn chút rượu say cô và giang sách đó thôi. Có thể không uống thì đừng uống, tốt nhất là tìm một cơ hội âm thầm rời đi kết quả lại hay rồi, Giang Sách lại chủ động uống rượu với người khác, có phải là kẻ ngốc không vậy? Này, Đinh Mộng Nhiên bí mật kéo tay áo Giang Sách nhưng anh lại không nhận. Ra, người đàn ông đối diện vội vàng đứng dậy uống thêm một ly với Giang Sách, anh ta uống xong hai ly rượu liền nghỉ ngơi ăn thêm chút đồ ăn. Những người còn lại vẫn tiếp tục mời thêm rượu. Tử lượng của anh Giang tốt nhất đó. Nào, tôi cũng mời anh một ly. Được, cạn ly sau khi uống hết một vòng, giang sách đều uống với mỗi người hai ly, tổng cộng đã uống 18 ly rượu trắng, nhưng sắc mặt lại không có một biểu hiện gì. Mọi người liếc nhìn nhau, thầm bảo nhau tử lượng của người này quả thật không tồi. Không đợi bọn họ phản ứng lại, giang sách lại đổ đầy một ly rượu, nói với bọn họ, rượu hôm nay quả thật rất ngon, nào, tôi lại kính mọi người một ly. Mọi người nhanh chóng rót đầy rồi tiếp tục uống, ai nấy cũng đều đợi giang sách tự đào hầm chôn mình. Đinh Mộng Nhiên càng lo lắng hơn, trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Đừng uống nữa. Nếu như anh uống say rồi, đến lúc sau em phải làm thế nào? Giang sách dường như không hề ý thức được sự nguy hiểm. Anh mặc kệ Đinh Mộng Nhiên khuyên can thế nào, vẫn sống chết uống với người khác. Cả bàn rất vui vẻ, hận không thể lập tức chuốc say giang sách. Kết quả lại khác những gì bọn họ tưởng tượng. Sau 20 chén rượu, giang sách mặt không đỏ, tim không đập giống như chưa có chuyện gì xảy ra